Đế Tôn tập 133, chương 2641 đến chương 2660 thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bảy con chim xanh mừng rỡ bay ra đại la thiên hướng tới tiên giới. Đột nhiên ba con chim nhỏ hơn quay về thu tổ chim của mình. Ba con chim liu díu nói. Đi ra ngoài du lịch sao có thể không mang theo ổ ngủ. A à đại, các ngươi không mang theo ổ sao. Ba con chim khác bay về, la lên. Đương nhiên phải mang theo, nếu không kẻ trộm không lấy đi đại la thiên của lão gia được quay sang ăn trộm tổ chim thì chúng ta lỗ to, bọn họ thoải mái ngủ trong tổ chim của chúng ta, còn chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Một con chim xanh khác bẻ một nhánh đế hoàng thụ dính mấy miếng lá, nói: "Còn nữa, ta nghe nói trong tiên giới có nhiều người xấu, chúng ta cần mang theo vũ khí." A à Nhị, mang thêm hai cây cho phụ mẫu đi." Giang Nam lắc đầu, cất bước đi hướng Huyền Châu, vốn thực lực bảy con chim xanh này không cao, nhưng trải qua giang nam tế luyện pháp lực thân thể thậm chí nguyên thần đã biến thành linh quang trong cơ thể chim xanh tích lũy lực lượng khủng bố tương đương với pháp bảo của giang nam hiện giờ chúng nó chưa quen thuộc lực lượng bản thân không phát huy được bao nhiêu nhưng cũng không đơn giản chờ chúng hoàn toàn khống chế sức mạnh thì cỡ cao thủ thiên quân muốn giết hay luyện hóa chúng nó càng khó khăn không lâu sau giang nam đến huyền châu cường giả đẳng cấp thiên quân đều đã đi khai hoang chỉ còn thuộc hạ cũ của giang nam như đám người thị hiên vi tịch ứng tình nhà hầu nương nhóm đạo vương sang tuyết tinh quang minh thổ cũng rời khỏi huyền châu định tìm động tiên kỳ chân dị bảo tham ngộ ba ngàn đại đạo đã thu hoạch được tự lập môn họ đặc biệt là lạc hoa âm chạy đi trước nhất kéo nam quách tiên ông đi cùng chắc là hoa âm thèm thuồng bảo bối sinh ra trong khai thiên tích địa mọi người tự mang đi thuộc hạ của mình tiên nhân trong huyền châu ít tám phần giang nam nhìn huyền châu vắng vẻ nhưng không để bụng huyền châu bây giờ càng rộng lớn hơn lúc trước được phúc trạch khai thiên tích địa lãnh thổ khoách trương tiên khí dồi dào các khí linh tú tụ tập trong thiên địa núi tiên thánh thổ khắp nơi thêm nhiều tiên khoáng mạch khoáng huyền châu bây giờ dù chuyển vũ trụ tam giới và chỉ chiếm vị trí nhỏ tiên châu khác đang khoách trương to hơn lúc trước gấp trăm ngàn lần nhưng khu vực huyền châu rộng nhất được nhiều ích lợi nhất nhưng những tiên châu là thiên địa mở mang trước tiên không như nơi khác mới mở mang có thể sinh ra nguyên thủy chi khí một ít sinh linh cường đại tiên thiên thần thánh không có nhiều tiên dược tiên chu thị hiên vi dẫn mọi người ra đón chào giang nam thấy nhóm tịch ứng tình nhạc ấu nương hoa trấn nguyên âu tùy tĩnh đều có mặt giang nam cười hỏi sao các ngươi không đi rèn luyện một phen càn khôn lão tổ trả lời huyền châu nên có người trấn thủ nếu bị ngoại địch xâm nhập thì không tốt nên ta khiến bọn họ và đại la thiên quân ở lại trấn thủ huyền châu giang nam phất tay nói ta đã trở về còn ai dám xâm nhập huyền châu các người đi đi sẽ có thu hoạch không nhỏ thế hệ chúng ta không kịp có mặt lúc đế và tôn khai thiên bây giờ tám tiên thiên pháp bảo ba tiên thiên linh bảo khai thiên nếu các người bỏ lỡ thì rất tiếc quân sư hãy dẫn đại la thiên quân đi cùng bọn họ chỗ này có tha là được càn khôn lão tổ vâng dạ nhưng không di chuyển cười kỳ dị giang nam ngạc nhiên nhìn càn khôn lão tổ thấy đám người hoa trấn nguyên phong mãn lâu âu tùy tĩnh hiệu thiên nhai cũng cười kỳ cục tịch ứng tình nhà ấu nương lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa giang nam rất khó hiểu giang lâm đứng một bên sốt ruột mặt đỏ ửng muốn nói chuyện nhưng không dám quỷ bà thiên cười khùng khục thị hiên vi ho khan nhẹ giọng hỏi kiếp số của lão gia đã qua đáng vui đáng mừng kiếp số hãy nhìn xem đây là ai giang nam nhìn bên cạnh thị hiên vi tiểu nha đầu thò đầu ra từ sau lưng thị hiên vi tay túm đuôi một áng mây giang nam cười to bảo thì ra là tuyết tình mau qua đây tới chỗ ta thị hiên vi mỉm cười hỏi lão gia sớm biết tuyết tình Vậy chắc trong lòng lão gia sớm tính toán chuyện mẫu thân ruột của nàng, xin hỏi lão gia, mẫu thân ruột của Tuyết Tình là ai? Giang Nam ngạc nhiên cười nói. Phu nhân, gì mà biết hay không? Rõ ràng mẫu thân ruột của Tuyết Tình là Lâm Nhi muội muội, mọi người xôn xao cùng nhìn hướng Giang Lâm. Lâm Nhi, muội muội ruột của giáo chủ, nhạc ấu nương trợn tròn mắt, rất hưng phấn nhỏ giọng nói. Ta cứ tưởng là đông cực tỷ tỷ, bây giờ có phát triển mới, sư tôn và muội muội ruột, sư cô của ta đây là tình cảm cấm kỵ tiếc rằng sư tổ không có ở đây nếu không nàng sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên mặt sang lâm đỏ rực xua tay nói tứ ca tuyết tình không phải của ta thật sự giang nam kinh ngạc hỏi tiểu muội chuyện gì đây a à, sao trên người tuyết tình có hơi thở yêu tộc giang tuyết tình nhút nhát đến gần giang nam tiểu nha đầu có huyết mạch yêu tộc tuổi thọ yêu tộc lâu dài nên nàng phát dục hơi chậm cộng thêm tu vi giang tuyết tình tiến bộ nhanh mặt nàng vẫn như con nít Giang Nam nhìn ra nguồn gốc huyết mạch của Giang Tuyết Tình là từ yêu tộc, Giang Nam ngạc nhiên lẩm bẩm: "Không phải nữ nhi của tiểu uội, là của ta, nữ nhi của là ta và Giang Tuyết tỷ tỷ, chuyện gì đây?" Giang Nam ngộ ra, sáng tỏ đầu đuôi ngọn nguồn, hắn và Giang Tuyết tỷ tỷ dây dưa nhân duyên kết trái, Giang Tuyết có thai sinh ra Giang Tuyết Tình, đưa nàng hạ giới, Giang Tuyết là chuyên gia che giấu hơi thở, từng dạy pháp môn che hơi thở cho Giang Nam, giúp hắn né tránh sát kiếp bao nhiêu lần. Giang Tuyết muốn dấu huyết mạch của Giang Tuyết Tình che mắt Giang Nam không hề khó khăn. Huống chi trong đất đế và tôn truyền Pháp, Giang Nam và Giang Lâm, tuyết tình vội vàng gặp thoáng qua, hắn không nhìn kỹ, nỗi lòng Giang Nam phức tạp, cay đắng thầm nghĩ. Tại sao tỷ tỷ giấu giếm ta? Tại sao đặt tên tuyết tình cho nữ nhi của chúng ta? Thị Hiên Vi xua mọi người đi, tiến lên nói. Lão gia, không phải thiếp thân cố ý làm lão gia khó xử mà vì tuyết tỷ tỷ không muốn giữ lại tuyết tình, nói huyết mạch Giang gia thì trả lại cho Giang gia. Tuyết tỷ tỉ, tỉ rời đi là định tự mình lập môn hộ, chứng đạo thiên quân. Để lại Tuyết Tình, lão gia hãy nhận nữ nhi trước mặt mọi người, cho nàng nhận tổ quy tông, có danh phận, không đến nỗi là trẻ mồ côi không phụ không mẫu, không phụ không mẫu. Giang Nam hít sâu, yêu thương vuốt đầu Giang Tuyết Tình làm rối tóc tơ. Giang Nam cười nói: Sao có thể không phụ không mẫu? Nàng là nữ nhi của ta, công chúa Huyền Châu, hồn ngọc quý trên tay vi phụ. Giang Nam bế Giang Tuyết Tình lên, cười nói: Phu nhân nói đúng nên có danh có phận huyền thiên giáo chủ ta mừng được nữ nhi yêu quý là minh châu của tiên giới giang tuyết tình cắn môi dưới rụt rè hỏi người là phụ thân của ta thật sự tuyết tình trong người của ngươi có lực lượng huyết mạch của ta chưa hoàn toàn kích phát ra áng mây này đã kích phát một phần ngươi xem huyết mạch phụ thân và nữ nhi nhìn liền biết ta là phụ thân của ngươi giang nam cười lớn khí huyết quanh thân như biển cả ở mỹ chấn động đạo âm ầm ầm khí huyết hình thành cầu vồng cung đình chuông lớn, bảo tháp, đỉnh to, thiên luân, kim long, các dị tượng, kích phát lực lượng huyết mạch trong người tuyết tình, thoáng chốc lực lượng huyết mạch trong người giang tuyết tình phóng lên cao, khí huyết ở Mỹ, đạo âm âm âm, khí huyết tự hình thành các loại dị tượng, rất kinh người, giao nhau với khí huyết của giang nam, khí huyết tộc yêu hồ cũng tự bay ra hình thành dị tượng yêu hồ chín đuôi, khác với giang nam, đó là huyết mạch di truyền từ mẫu thân của giang tuyết tình, khí huyết phụ thân và nữ nhi nối liền. Giang Nam hoàn toàn kích phát lực lượng huyết mạch của Giang Tuyết Tình. Lực lượng ẩn giấu trong huyết mạch khiến tu vi Giang Tuyết Tình tăng vụt, thoáng chốc tiến bộ gấp mấy lần. Tỷ tỷ sẽ như những người khác chặt đứt mọi tình duyên nhân quả chứng đạo thiên quân sao? Giang Nam ôm nữ nhi đi hướng Huyền Thiên Cung. Tuyết Tình nằm gọn trong ngực Giang Nam, tay túm đuôi La Thiên Khánh Vân, kéo đám mây nhỏ xinh. Trong La Thiên Khánh Vân phát ra đạo âm trong trèo kêu đinh đang. Có rất nhiều pháp môn chứng đạo thiên quân, chủ yếu nhất là chém hết thảy nhân quả tình duyên hợp đạo. Huyền Đô Thiên Quân, ngọc kinh thiên quân đều làm vậy còn cách hỗn độn chứng đạo là pháp môn riêng thuộc về tộc hỗn độn cổ thần biến nhân quả dây dưa thần hồn nguyên thần thành hỗn độn chứng đạo thiên quân cách chứng đạo của ma kha thiên quân là áp dụng tịch diệt khiến nhân quả tịch diệt có thể hợp đạo còn có cách huyền đài chứng đạo của càn nguyên thiên quân để nhân quả quấn quanh huyền đài huyền đài vỡ thì nhân quả tiêu có thể hợp đạo nhưng những pháp môn đó về mặt bản chất đều là cắt đứt nhân quả khiến nhân quả trước kia không còn quấn thần hồn nhờ đó hợp đạo tất cả theo pháp môn hợp đạo chủ lưu bản chất không thay đổi đạo quân chuyển thế khác có pháp môn chém nhân quả hợp đạo nhưng đa số giống nhau chỉ có hồng đạo nhân quân đạo nhân bỉ ngạn nương nương kế đô ma tổ la hầu la là khác bọn họ là đạo tổ không chém nhân quả được và cũng không cần chém bọn họ dựa vào công đức hợp đạo chứng thiên quân trừ hai loại này ra là thật sự nhảy khỏi nhân quả chỉ có giang nam cự linh đạo quân vô cực thiên tôn đạo không đạo nhân làm được trong bốn người cự linh đạo quân chứng đạo thiên quân dựa vào ba vị một thể giang nam vô cực thiên tôn là pháp thân đạo quả hợp nhất đạo không đạo nhân là thân thể hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang nhân quả không thể quấn thần hồn bọn họ chứng đạo thiên quân thì không sợ nhân quả trong đạo tràng đế tôn nhiều tiên quân được ba ngàn đại đạo trong huyền châu đám người đạo vương tịch ứng tình là hoa âm thiếu hư được một hoặc vài ba ngàn đại đạo có vốn liếng chứng đạo thiên quân nhưng bọn họ không có thân phận đạo tổ không có thủ đoạn như giang nam vô cực thiên tôn đạo không đạo nhân bọn họ muốn chứng đạo thiên quân phải đi theo dòng chính đó là chém nhân quả tình duyên hợp đạo có lẽ thủ đoạn khác nhau nhưng xét đến cùng vẫn chung một loại tuy sau khi chém nhân quả tình duyên hợp đạo thiên quân vẫn như trước kia nhưng sau khi chứng đạo thiên quân dù ý ra nhân quả mới sẽ không bám vào người không ảnh hưởng thần hồn không thể hại mạng sống duyên trước đã đứt tình cảm trước kia sau khi hợp đạo có lẽ còn tiếp tục những tình cảm này thường chỉ là phản chiếu đạo tâm hợp đạo lòng không còn như cũ trước kia quen nhau là thật lòng thật dạ bây giờ cách một tầng sương mờ người vẫn là người đó nhưng tình cảm đã mỏng manh đây chính là hợp đạo huyền đô thiên quân ngọc kinh thiên quân ma kha thiên quân càn nguyên thiên quân đều người tất cả tồn tại chứng đạo thiên quân trong các thời đại tiên thiên pháp bảo cũng như vậy thị hiên vi nói nàng không muốn chứng đạo thiên quân chỉ mong làm bạn bên cạnh giang nam đây là lý do hắn cảm động bởi vậy giang tuyết rời khỏi huyền châu muốn chứng đạo kích thích giang nam rất lớn Thiên quân khó chứng, tình nhân quấn quyết chín kiếp mà không thể chứng đạo, cuối cùng ôm nhào chết trong tịch diệt kiếp, có người sống tiếp, chứng thiên quân, đạo quân, Giang Nam đặt tuyết tình xuống, cười chơi với hắn, Giang Nam thầm nghĩ. Sức nặng của ta trong lòng tỷ tỷ không bằng đạo, tỷ tỷ muốn chứng thiên quân, đối với nàng có lẽ là một kết cuộc tốt, Giang tuyết tình vốn hơi sợ Giang Nam, nhưng rất nhanh thân với hắn, phụ thân và nữ nhi chơi đùa vui vẻ, tiểu nha đầu lấy, mấy vật nhỏ ra khỏi la thiên khánh vân khoe khoang món đồ chơi với Giang Nam. Giang Nam cầm nín, xòe tay ra, linh quang bất diệt biến thành các pháp bảo chuông, đình, khánh, thiên biến vạn hóa, chủng loại nhiều hơn la thiên khánh vân gấp mấy trăm lần. Giang tuyết tình nhìn chân chân. Nếu tuyết tình đến cảnh giới của ta thì cũng làm được, không cần nhờ vào mây nhỏ, linh quang của mình biến hóa ra mọi pháp bảo. Giang Nam cười nói. Tuyết tình yên tâm, phụ nữ chúng ta là hai vị thần cuối cùng trên đời, có ta bên cạnh tuyết tình sẽ không thấy cô đơn. Một đoàn linh quang bất diệt hiện ra trong tay Giang Nam, Giang Tuyết tình thỏ tay nhỏ ra thò vào linh quang. Khi rút ra Giang Tuyết tình lấy được thứ mình muốn, tiểu nha đầu vui vẻ cười the thé. Thị Hiên vi dựa vào ngưỡng cửa nhìn phụ thân và nữ nhi chơi đùa. Mấy tháng sau Huyền cho hành động rầm rộ, Giang Nam liên tục ra tay, lấy hỗn độn tự nhiên từ bên ngoài tiên giới khai sáng bổ sung 33 trọng thiên tam giới, lại kéo tiên khí, linh mạch vô cùng luyện vào tam giới để chúng sinh được nhiều ích lợi. Tam giới dần trưởng thành, hình dạng hơi giống nguyên tháp chư thiên tam giới càng lúc càng cao tầng trên cùng gần với thiên cao nhất tiên giới tam giới tự động hấp thu tiên linh khí trong không gian tiên giới bao la rộng lớn các tầng chư thiên đi thông đại la thiên giang nam mời càn khôn lão tổ quỷ bà thiên đến giang nam cười nói quân sư sau này gia đình ba người ta sẽ đi đại la thiên cương ngụ chuyện trong tiên giới giao hết cho quân sư càn khôn lão tổ thầm than thở biết giang nam không có lòng tranh giành ngôi đến nên tránh trên đại la thiên càn khôn lão tổ gật đầu nói giáo chủ nếu tiên giới hoàn toàn mở mang sẽ có phân tranh cuộc chiến giành ngôi đế không thể tránh khỏi tin đế quân lâm thiên hạ sẽ chèn ép huyền châu ta giáo chủ cao cao tại thượng tránh xa trần thế nhưng sợ là không được yên tĩnh giang nam cười hỏi ai bảo ta cao cao tại thượng tránh xa trần thế thần sẽ không rời xa thế nhân chỉ có tiên nhân mới làm vậy ta ở đại la thiên là vì luyện bảo không phải muốn yên tĩnh ai dám đụng vào huyền châu của ta người chờ xem ta xử kẻ đó càn khôn lão tổ ngạc nhiên thị hiên vi theo giang nam gia đình ba người không đi đại la thiên mà hướng tới vô nhân cấm khu thị hiên vi tò mò hỏi lão ra đi vô nhân cấm khu làm gì đi gặp mấy lão đạo hữu giang nam cười nói nhìn xem bọn họ có muốn chuyển thế tiên giới không tiên giới bây giờ không tầm thường ta nghĩ mấy lão giả ngoan cố đó cũng sẽ động tâm chờ giang nam vào vô nhân cấm khu hắn giật mình phạm vi vô nhân cấm khu rút nhỏ rất nhiều có nhiều cấm khu đã trống trơn lại có mấy đạo quân tiền sử chuyển thế đến tiên giới chờ tiếng cười to vang lên. Giáo chủ từ xa mà đến, tiếp đón chậm trễ, thứ lỗi, một tòa cấm khu mở rộng, mấy đạo quân tiền sử nhanh đón Giang Nam vào cấm khu. Tòa cấm khu này là phủ đệ của thanh hư đạo quân, lấy gã làm xuất thân từ, bên cạnh là thiên hy thánh nhân, viên thái lão đạo, trước mẫu đạo quân, bốn đạo quân tiền sử cùng cười nói. Giáo chủ thật là khách quý hiếm đến, mấy năm nay không thăm chúng ta, Giang Nam nhìn xung quanh, cấm khu của thanh hư đạo quân cũng trống trơn, hoang vắng giang nam cười hỏi mấy đạo hữu tương khang nữ la vân dương đâu rồi bọn họ đều đã chuyển thế viên thái lão đạo khẽ thở dài tám pháp bảo ba linh bảo khai thiên tiên giới mở rộng vô nhân cấm khu bị trùng kích càng lúc càng nhỏ không chống nổi nữa bọn họ chuyển thế trước không lâu sau mấy lão già cổ hủ chúng ta cũng sẽ đi giáo chủ đến chậm vài ngày sợ là không thấy được chúng ta giang nam rung động vô nhân cấm khu sừng sững trong hai mươi mấy thời đại rốt cuộc sắp thành lịch sử giang nam cười nói mấy đạo hữu cũng cho rằng tiên giới sẽ làm cho tịch diệt kiếp mãi mãi không bao giờ đến thanh hư đạo quân lắc đầu nói đây không phải lý do chúng ta chuyển thế tiên giới trước mẫu đạo quân nói tiếp lý do chúng ta chuyển thế là vì tiên giới quá lớn nhiều cường giả một thịnh thế không thua gì thời đại nguyên đạo nếu tịch diệt kiếp bộc phát thì ha ha nếu tịch diệt kiếp bộc phát trong thời đại tiên đạo sẽ không thua gì thời đại nguyên đạo kiếp số như thế nga cả vô nhân cấm khu cũng bị hủy diệt tất cả tồn tại trong cấm khu sẽ tan biến, không còn lại gì. Thiên Hy Thánh Nhân mở miệng nói. Nếu vậy chẳng bằng chuyển thế đến tiên giới, tìm chút cơ hội sống, không chừng kiếp này có thể vấn đỉnh tận cùng đại đạo, tránh thoát tịch diệt kiếp tương lai. Giang Nam nhíu mày nói. Mấy vị đạo hữu không tin đế và tôn có thể khai sáng ra thịnh thế mà tịch diệt kiếp mãi mãi không bao giờ đến. Bốn đạo quân tiền sử nhìn nhau, thanh hư đạo quân háng giọng Giáo chủ, thịnh cực mà suy, đây là định luật, chúng ta chứng kiến lịch sử vũ trụ xa xưa, các thời đại hưng suy, vô số kỳ tài ngút trời, chưa từng thấy thịnh thế nào thoát khỏi tịch diệt kiếp, dã tâm của đế và tôn rất lớn, chúng ta cho rằng đây chỉ là trang trong nước, trước mẫu đạo quân nói tiếp. Giáo chủ, người hãy cẩn thận, lão thân không kêu giáo chủ đề phòng đế và tôn mà là tịch diệt kiếp, thời đại thần đạo của giáo chủ và thời đại tiên đạo cùng sinh ra, thần đạo hủy diệt, tịch diệt kiếp sẽ đến, tim giang nam rớt cái bịch, đam chiêu suy tư, viên thái lão đạo đứng lên nói thời đại tiên đạo quá lớn nếu tịch diệt kiếp đến sẽ xóa hết mọi dấu vết tiền sử và hiện tại không chứng tận cùng đại đạo e rằng tất cả thành cho bụi thiên hy thánh nhân đứng dậy hỏi giáo chủ đây là lệnh ái sao giang nam gật đầu cười tình nhi sao không chào các vị tiền bối đi giang tuyết tỉnh vội vái chào thiên hy thánh nhân bước tới đỡ giang tuyết tỉnh dậy cười nói mấy lão quái vật chúng ta đi vô nhân cấm khu thành lịch sử hiếm khi giáo chủ nhớ đến thăm chúng ta hôm nay mấy lão hủ dùng đạo và lý các thời đại chôn vùi tại đây cầu phúc cầu thọ cho lệnh ái nguyện nàng mang theo những chấp niệm của lão quái vật chúng ta bình an mãi đến trời ra đất cỗi thanh hư đạo quân trước mẫu đạo quân đứng dậy đại đạo trong cấm khu ẩm mỹ đạo âm vang lên đại đạo sôi sục đạo quang chen trúc tuôn hướng giang tuyết tình đại đạo tiền sử lắng động trong vô nhân cấm khu như thức tỉnh hình ảnh lịch sử các thời đại xuất hiện trong đạo quang đó là năm tháng tươi sáng rực rỡ lắng động trong vô nhân cấm khu những đạo âm như khúc nhạc năm tháng tuyệt vời tiếng trống ầm ầm tiếng cầm du dương chất chứa thê lương làm người bật khóc cuối cùng tất cả đạo âm biến mất chỉ còn lại hụt hẫng vô cùng không nghe thanh âm gì không thấy sắc màu gì đạo thân của thanh hư đạo quân thiên hy thánh nhân viên thái lão đạo trước mẫu đạo quân tán đi mọi cảnh tượng trong cấm khu sụp đổ uy lực nguyên tháp nguyên đỉnh ập đến san bằng cấm khu phá hủy linh quang vô nhân cấm khu đã thành lịch sử thị hiên vi ngập ngừng lão gia nhóm thanh hư giang tuyết tình ngước đầu hỏi mấy lão gia gia nãi nãi đi đâu rồi đã chuyển thế giang nam ôm giang tuyết tình đi ra ngoài ta nghĩ qua trăm ngàn năm sau sẽ còn gặp lại bọn họ chúng ta đi nhìn xem tiên giới mới tuyết tình bọn họ tặng lịch sử cấm khu cho ngươi tương lai giang nam lắc đầu nói hy vọng ngày đó sẽ không đến không thì rất khủng bố thị hiên vi giật mình hỏi dồn lão gia cái gì rất khủng bố lão gia đường hù thiếp thân giang nam lắc đầu nói có lẽ bọn họ hy vọng khi tịch diệt kiếp tiên đạo đến tuyết tỉnh tái tạo cấm khu kế thừa lịch sử vô nhân cấm khu chỉ mong đế và tôn khiến tịch diệt kiếp không bao giờ đến ta không hy vọng nữ nhi của ta gánh lịch sử nặng nề như thế tịch diệt kiếp thật sự không đến được sao thanh hư đạo quân viên thái lão đạo 71, mươi trước mẫu đạo quân đưa lịch sử lắng động trong vô nhân cấm khu vào người giang tuyết tình bây giờ giang tuyết tình chưa thể lĩnh ngộ nhưng cảnh giới tu vi càng tăng cao thì tương lai sẽ có lúc nàng hiểu hết những đạo lý này đám người thanh hư đạo quân tặng quà rất kinh người giúp giang tuyết tình bớt nhiều thời gian lĩnh ngộ nhưng giang nam biết bốn lão quái vật sẽ không vô duyên cớ tặng quà bọn họ có mục đích riêng ta chỉ hy vọng tuyết tình bình an sống không mong nàng gánh chịu đoạn lịch sử này gia đình giang nam đi trong tiên giới mới khai sáng khắp nơi là thánh địa khu vực quá rộng nên cách ước vạn dặm mới gặp một tiên nhân có nhiều tiên thú ẩn hiện một số tiên thú là sinh linh do thiên địa sinh ra rất mạnh thị hiên vi thu mấy dãy núi bằng tiên kim bắt một ít ngôi sao tiên giới thu vài áng vân khí hàng phục tám tiên thú toàn là long gia mã thuộc loại tiên thú tiên thiên dị chủng thị hiên vi lấy đại lộ bảo liễn lúc giang đại giáo chủ làm thần đế trong tam giới đã dùng tiên kim ngôi sao vân khí luyện lại bảo liễn dị chủng long gia mã kéo xe gia đình giang nam ngồi trong đại lộ bảo liễn lướt qua không trung đại lộ bảo liễn rất hoa lệ nóc có hoa cái treo cao dùng tên kim toàn là tiên thiên kim tinh rèm luyện bằng ngôi sao trong thùng xe trải tiên thiên vân khí nơi đại lộ bảo liễn lướt qua tường thụy dâng lên hài thải cuồn cuộn tiên vân bay đầy thị hiên vi cười nói bây giờ địa vị của lão gia siêu phàm tiếc rằng đi ra ngoài không mang theo tùy tùng giang nam lắc đầu cười chúng ta chỉ mang theo tuyết tình du lịch cho vui không cần kinh thiên động địa đột nhiên đằng trước bộc phát tiên quang từng đợt tiên quang rạch phá không gian bay đi là các tiên nhân đang chạy nhanh có người cao giọng quát to gan dám chọc vào ngọc kinh thánh giáo chúng ta mọi người đừng hoảng mấy con chim này dù là thần ma tiên thiên sinh ra cũng không làm gì chúng ta được hai phó giáo chủ minh đường từ khấu ngọc kinh thánh giáo sắp chạy đến bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com phim viết liền không giấu nhé mấy con chim đó quá kiêu ngạo nhưng thực lực siêu mạnh đánh tuần thiên sứ ngọc kinh thánh giáo ta tơi bời nhưng kinh động hai phó giáo chủ minh đường tư khấu thì chúng nó sẽ nhanh chóng bị bắt làm tọa kỵ của thánh giáo chủ hai vị phó giáo chủ đều chứng đạo thiên quân đối phó mấy tiên thiên sinh linh dễ như chơi lòng giang nam máy động tám tiên thiên long giao mã chuyển hướng đuổi theo đám tiên nhân giang nam cười nói chúng ta đi nhìn xem là tiên thiên ma quái nào có thể vời đến minh đường tiên quân tư khấu tiên quân thị hiên vi cười nói Lần này tiên giới khai thiên sẽ sinh ra nhiều thần thánh bẩm sinh, từ chất tốt hơn 72 tiên thiên thần thánh đệ tử của đế và tôn, không chừng tương lai có đạo quân, thiên quân. Những sinh linh này vâng chịu thiên địa khí vận tiên giới, tương lai sẽ rất lợi hại, trở thành chúa thể tiên giới. Lão gia có sợ không? Giang Nam buồn cười nói. Đối thủ của ta không phải bọn họ, chờ khi bọn họ tu thành đạo quân có lẽ còn tư cách đứng trước mặt ta. Nhưng phu nhân nói đúng, những sinh linh sinh ra từ thiên địa khí vận là tài năng có thể dạy dỗ nếu có duyên không chừng ta sẽ thu mấy sinh linh dạy dỗ giang tuyết tình nắm tay nói phụ thân lợi hại nhất giang nam khiểu mũi giang tuyết tình cười nói đừng nói vậy ngoài trời có trời ngoài người có người tuy vi phụ lợi hại nhưng đụng tới đạo quân vi phụ sẽ né tránh đương nhiên trừ đạo quân điện ra trên đời này đã không có đạo quân tuyết tình nói thế cũng không sai nhưng đồn ra ngoài thì không hay sẽ có người bảo là vi phụ tự tâng bốc mình thị hiên vi xì cười bây giờ lão gia đang tự khoe đây Giang Nam cười to. Đúng là hơi khoa trương, nhưng vô cùng trên đời hiếm cái gì lọt vào mắt lão gia ta. Các tiên nhân ngọc kinh thánh giáo chạy nhanh như bay lướt qua như không thấy đại lộ bảo liễn, bọn họ bay vút đi xa, có tiên nhân bàn tán. Nghe nói, thánh giáo chủ và 19 phó giáo chủ ở gần đây, hình như phát hiện tiên thiên sinh linh gì gây gớm lắm, định bắt giữ, có thể kinh động 21 vị phó giáo chủ và thánh giáo chủ, thì tiên thiên sinh linh này không tầm thường. Thì đó, nghe đồn sinh linh này, là do tiên thiên ngũ sắc liên vỡ tan có một lũ linh quang tàn khuyết rơi vào tự nhiên tiên thiên ban sơ biến thành một quả trứng đá dựng dục linh trí nếu không thì làm sao kinh động thánh giáo chủ được quả trứng đá dựng dục sinh linh hấp thu tiên thiên bản sơ tự nhiên to cỡ tinh hệ không còn một mảnh nhưng chưa xuất thế liên tục hấp thu tiên khí xung quanh ức vạn dặm nghe nói nó khiến xung quanh biến thành hoang mạc thánh giáo chủ vốn định tìm mảnh nhỏ nguyên trung nghe chuyện này thì vội vàng chạy tới nếu không phải mấy con chim tiên thiên đáng hận kia phá thì chúng ta đã đến đó rồi xem thử trong trứng đá tiên thiên dựng dục sinh linh gì mấy con chim to kia thật đáng hận bắt nhiều huynh đệ của chúng ta nếu bắt được chúng nó phải nhổ sạch lông không lâu sau giang nam cảm ứng đằng trước có dao động chiến đấu kịch liệt dương mắt nhìn thấy hơn 10 vạn tiên nhân ngọc kinh thánh giáo hợp thành đại trận với công mấy con chim tiên thiên chính giữa đại trận là một gốc thần thụ mấy bóng dáng bay tới bay lui quanh thân cây hai phe đánh túi bụi giang nam nhìn từ xa lòng thầm thắc mắc nhỏ giọng nói hình như là mấy con chim nhà ta mấy con chim nhà chúng ta thị hiên vi kinh ngạc hỏi mấy con nào là kim đế hay thần thiếu giang nam lắc đầu đại lộ bảo liễn chạy tới gần hơn 10 vạn tiên nhân ngọc kinh thành giáo kết đại trận vây công mấy con chim xanh cây to bao phủ mấy ngàn dặm bốn con chim xanh bay tới bay lui chặn lại hơn 10 vạn tiên nhân công kích hai con chim to đậu trên thần thụ chim công buồn dầu than thở ta đã nói là đám chó các ngươi sẽ gây sự quả nhiên bây giờ nên làm sao đây bị lão gia biết sẽ mắng các người bốn con chim xanh lấy ra mấy tổ chim vàng óng ánh tổ chim bay lên ánh sáng vàng rực rỡ thu các tiên nhân vào trong tổ chim chĩa xuống mấy tiên nhân rớt ra ngoài bị trói chặt dưới thần thụ có một con chim xanh to hai chân chim dài nhỏ nhảy nhót mỏ chim gõ mặt đất là thùng một lỗ to con chim ngậm các tiên nhân bị trói chặt nhét vào hố chim to lẩm bẩm ăn không hết vậy thì chồng Chắc năm sau sẽ cho ra nhiều tiên nhân. Giang Nam, thị hiên vi cầm nín nhìn. Giang tuyết tỉnh ngơ ngác xem. Dưới gốc thần thụ có ba, bốn vạn tiên nhân bị vùi dưới đất chỉ lộ cái đầu ra ngoài. Bảy con chim xanh bắt ba, bốn vạn tiên nhân ngọc kinh thánh giáo. Chồng chờ năm sau ăn tiếp. Giang tuyết tỉnh ngước đầu lên, tò mò hỏi. Phụ thân, chồng tiên nhân dưới đất. Năm sau sẽ mọc ra càng nhiều thật sao? Giang Nam chưa trả lời thị hiên vi đã lắc đầu. Tuyết tỉnh đừng tin bọn chúng. Trồng tiên nhân dưới đất không thể mọc ra nhiều tiên nhân Bảy vật xấu này quen vùi hột Cho rằng thứ gì ăn được cứ vùi xuống đất là sẽ mọc ra nhiều hơn Biểu tình giang tuyết tình càng lạ Thứ ăn được Giang tuyết tình khó hiểu hỏi Tiên nhân mà cũng ăn được sao Chán thị hiên vi nổi gần xanh Nhìn giang nam cầu cứu Giang nam hắng giọng Vẻ mặt nghiêm túc nói Đối với yêu quái thì có thể ăn tiên nhân Bởi vì tiểu nha đầu chớp mắt Tò mò hỏi Ta cũng là yêu quái vậy có thể ăn tiên nhân không mặt giang nam đen thui nói tại sao phải ăn ăn thịt người là hành động của yêu quái cấp thấp yêu quái cấp cao ăn gió uống xương không ăn ngũ cốc giang nam định dạy kỹ càng hơn cho giang tuyết tình chưa thấy đám giáo chúng giáo đồ ngọc kinh thánh giáo kéo tới hai tiên quân dẫn đầu khí thế mạnh kinh người là tư khấu tiên quân minh đường tiên quân hai người đã là cảnh giới đại viên mãn tiên quân nhưng vì tiên quân cần cắt nhân quả nên tư khấu tiên quân minh đường tiên quân chưa chứng đạo thiên quân minh đường tiên quân thấy rộng biết nhiều liếc sơ nhìn thấu ngay bảy con chim không phải tiên thiên sinh linh mà là tiên cầm tu vi cao đẳng yêu nghiệt từ đâu đến to gan dám làm nhục ngọc kinh thánh giáo ta minh đường tiên quân lạnh lùng nói cho bảy con cầm thú các người lá gan cũng không dám ra tay với ngọc kinh thánh giáo nói là ai sai khiến các ngươi tư khấu tiên quân nhìn bảy con chim bắt mấy vạn đệ tử ngọc kinh thánh giáo vùi trong lòng đất thì nổi giận giơ tay vỗ vào mấy con chim xanh trên thần thụ tư khấu tiên quân lên tiếng minh đường sư huynh đừng nói nhiều với chúng dám làm nhục thánh giáo ta cứ tiêu diệt chúng nó giết gà dọa khỉ ta không tin người đứng sau lưng chúng sẽ không ra mặt tư khấu tiên quân là đại viên mãn tiên quân uy lực một trưởng lợi hại hơn cả đại trận mười vạn tiên nhân hợp thành trong người tư khấu tiên quân có hơi thở ba ngàn đại đạo đại đạo ẩm vang tăng thêm uy lực một trưởng thị hiên vi khẽ kêu định ra tay trở thấy bảy con chim xanh trên thần thụ có sáu con lấy mấy nhánh cây lưa thừa lá ra các nhánh cây bay lên ánh sáng chói lòa đẩy tới trước các linh quang bay ra đập nát trường của tư khấu tiên quân linh quang bất diệt đổ ập tới trước sáu nhánh cây xẹt qua người tư khấu tiên quân đại viên mãn tiên quân khẽ rên bị hất bay mấy ngàn dặm đập mạnh vào một ngọn núi lớn đụng gãy ngang ngọn núi kia tư khấu tiên quân gầm giống một ba ngàn đại đạo bay ra khỏi người vòng quanh thân thể mới rồi tư khấu tiên quân nhờ ba ngàn đại đạo của đế và tôn luyện gia hộ thể nên không bị thương sáu nhánh cây mà đánh trúng người gã không chết cũng lột ra tư khấu tiên quân hùng hổ bay tới định đánh con chim trên thần thụ chim xanh không lấy nhánh cây tấn công trượt lắc người biến thành trung niên mặc áo khoác chim xanh nam nhân trung niên khom người nói hai vị khoan đánh gia đình bảy miệng ăn chúng ta là môn hạ của huyền thiên đại lão gia đi du lịch đến đây vốn không định gây thị phi là đệ tử thánh giáo các ngươi cho rằng chúng ta là tiên thiên sinh linh định bắt giữ hạ sát thủ với chúng ta cho nên gia đình chúng ta đánh trả nhưng không hại mạng sống bọn họ mà chỉ vùi dưới đất đồ một chút môn hạ của huyền thiên giáo chủ minh đường tiên quân vội ngăn tư khấu tiên quân lại nói nếu bảy con chim này là môn hạ của huyền thiên giáo chủ thì không thể trêu vào tuy thánh giáo ta sẽ bị mất mặt nhưng không ai chết thôi bỏ đi kêu chúng nó giao đệ tử thánh giáo bị chôn gian dậy mấy câu là được quan trọng là chạy đi giúp ngọc kinh sư huynh hàng phục tiên thiên sinh linh trong quả trứng đá tư khấu tiên quân cười lắc đầu nói minh phạn sư huynh huyền thiên giáo chủ sớm bị thương nặng hơn trăm năm không xuất hiện nghe đồn huyền thiên vào vô cực thiên tôn lưỡng bại câu thương trong kiếp số bị các tiên thiên pháp bảo linh bảo trí bảo tiên đạo để lại đạo thương không thể xóa nhòa huyền châu bị phân liệt cây đổ bầy khỉ tan mấy cường già đều phân chia thế lực của huyền thiên chỉ còn lại già yếu bệnh tàn nếu là lúc trước thì ngọc kinh thánh giáo còn sợ huyền thiên ba phần nhưng bây giờ thánh giáo ta là đệ nhất đại giáo huyền thiên giáo chủ không biết sống chết huyền châu chỉ còn lại già yếu bệnh tàn thánh giáo ta có gì mà sợ minh đường tiên quân nhíu mày tư khấu tiên quân lấy pháp bảo ra một ba ngàn đại đạo bay vào pháp bảo tư khấu tiên quân lao hướng bảy con chim xanh cười nói bảy con chim xanh sử dụng nhánh cây là tiên thiên bất diệt linh quang dị bảo hiếm thấy phải bắt giữ hơn nữa lần này khai thiên tích địa là cơ hội rất tốt để thanh tẩy bắt bảy con chim xanh dụ người huyền châu ra tay thừa dịp tiêu diệt luôn huyền châu tư khấu tiên quân giết hướng bảy con chim xanh mây giáo chúng ngọc kinh thánh giáo cũng hành động minh đường tiên quân thấy vậy đành lên theo thầm nghĩ tư khấu nói đúng huyền thiên giáo chủ trăm năm chưa lộ mặt có lẽ đã bị thương nặng nếu không quần hùng huyền châu đã chẳng phân liệt thành nhiều thế lực bảy con chim xanh và nhánh cây chúng nó lấy ra đều là tiên thiên bất diệt linh quang biến thành nếu có thể bắt giữ sẽ là báu vật không tệ thị hiên vi nhìn giang nam nghi hoặc hỏi sao lão ra không ra tay giang nam lòng máy động tám con tiên thiên long giao mã kéo đại lộ bảo liễn rời đi giang nam cười nói bây giờ không vội xuống tay với tư khấu minh đường hơi chán cộng thêm nhóm a đại có thể ngăn cản chúng ta đi xem đám ngọc kinh định lấy quả trứng đá có sinh linh gì mà khiến ngọc kinh làm rầm rộ như thế thị hiên vi chớp mắt nói lão già đừng làm hư con nít sang nam cười to bảo làm gì có ta chỉ muốn xem sau khi tiên thiên ngũ sắc liên tàn vỡ một lũ tiên thiên bất diệt linh quang hình thành sinh linh có bộ dáng gì ngọc kinh thánh giáo phát hiện tiên thiên sinh linh chưa sinh ra nhưng không khó tìm tiên thiên long giao mã kéo đại lộ bảo liễn bay một lúc vượt qua ức vạn dặm chợt thấy đằng trước xa mạc rộng lớn ức vạn rậm hoang mạc ngay trước mắt đây là tiên thiên sinh linh hấp thu tiên thiên bản sơ chi khí trong thiên địa hình thành kỳ quan không chỉ thế tiên thiên sinh linh chưa xuất thế liên tục hấp thu tiên linh khí trong thiên địa linh khí trong không trung cũng bị hút phu phụ giang nam giang tuyết tỉnh ngước lên nhìn trong không trung từng đợt tiên khí linh khí như rồng tụ tập một vị trí rất kinh người không chỉ thế giang nam thị hiên vi giang tuyết tỉnh thấy mấy trăm vạn tiên nhân tổ thành các đại trận trong không trung mỗi đại trận có một tồn tại đẳng cấp tiên quân trấn thủ như gặp đại địch canh giữ chỗ này hoang mạc bị canh gác không một con ruồi bay lọt được giang nam dùng pháp lực của bản thân bao phủ đại lộ bảo liễn tám con tiên thiên long giao mã kéo xe vào các đại trận nhưng chỗ không người những tiên quân thậm chí không phát hiện đại lộ bảo liễn thị hiên vi cảm ứng hư không cười nói lão gia đúng là có một số thế lực rình dập sinh linh này giang nam sớm chú ý thấy trong không trung trừ một số cao thủ ngọc kinh thánh giáo ẩn núp ra còn hơi thở của cường giả khác chắc cường giả các giáo môn phát hiện tiên thiên sinh linh nên nổi lòng tham nhưng không lộ mặt mà ẩn giấu quan sát tình hình tìm cơ hội cấp sinh linh trong đó có đẳng cấp thiên quân quả trứng đá không tầm thường nên đương nhiên dẫn đến các phương thèm muốn nhưng vì quy mô ngọc kinh thánh giáo quá lớn không tiện lộ mặt tranh cướp quy mô ngọc kinh thánh giáo bây giờ khổng lồ đệ nhất thiên hạ giáo môn khác sao dám tranh chấp với ngọc kinh giang nam cười nói trừ mấy giáo chủ khổ hạnh thần mẫu thiên hoang vô tà thái nhất là còn cơ hội tranh giành, còn giáo môn nhỏ, làm gì có cơ hội đó. Không lâu sau đại lộ bảo liễn chạy đến trung tâm sa mạc, đại trận đằng trước châu liên bích hợp canh giữ một ốc đảo trong sa mạc, 19 đại viên mãn tiên quân đứng trên bầu trời vòng quanh ngọc kinh thiên quân, bên trên ốc đảo có một thanh liên chấn đạo đỉnh lơ lửng, thanh liên chi khí phù thiên cái địa bao phủ khung trời, bảo vệ nơi đây, cát vàng đầy trời, ốc đảo thì xanh biếc, hồ nước tiên dịch bao vệ ốc đảo, ánh sáng năm màu tràn ra từ trong hồ thành hình đảo nhỏ hình dạng đảo nhỏ như đóa sen chia làm năm màu đại đạo đan sen các đại đạo như rồng như rắn ghép thành hình hoa sen chính giữa tiểu đảo các cánh hoa vòng quanh nhụy hoa có một quả trứng đá to cao chín trượng nó lúc to lúc nhỏ như đang hít thở lúc to cao trăm trượng khi nhỏ thì bé như trẻ sơ sinh trong quả trứng đá có sức sống sinh linh linh tính trong quả trứng mạnh mẽ đáng sợ sang nam rung động quả trứng đá dựng dục sinh linh có điều kiện bẩm sinh quá tốt không chỉ được phúc trạch dư thưa của tiên thiên pháp bảo tiên thiên ngũ sắc liên khai thiên cũng kế thừa khí vận công đức của thần khí khai thiên sinh linh trong quả trứng đá tập trung sức sống thiên địa linh khí sinh ra tương lai không tầm thường khí vận công đức của thần khí khai thiên khí vận khủng bố biết bao công đức đức thâm sâu biết mấy tụ tập hai thứ này lại sinh ra sinh linh có thể tưởng tượng thành tựu tương lai của nó ánh mắt của ngọc kinh không tệ tương lai sinh linh này sẽ trở thành tồn tại hiếm hoi trong tiên giới mắt Giang nam sáng rực cười nói không biết tiền thiên pháp bảo khác có sinh ra sinh linh giống vậy không thị hiên vi cười hỏi lão gia động tâm giang nam gật đầu không thèm che giấy nói thẳng ai đều có lòng yêu tài tiên thiên sinh linh như thế mơ màng nếu rơi vào tay ngọc kinh bị hắn dạy dỗ đi lầm đường thì uổng phí khí vận công đức khai thiên thị hiên vi bật cười thiếp thân cảm thấy nó đi theo lão gia mới là lầm đường giang nam trừng thị hiên vi mỉm cười với giang tuyết tình đừng nghe nhị nương của ngươi nói bậy tuyết tình và vi phụ tuyệt đối không đi sai đường đường chúng ta đi mới là chính đạo giang tuyết tình ngây thơ liên tục gật đầu tò mò hỏi phụ thân sinh linh trong quả trứng đá có bộ dạng gì giang nam nhìn chằm chằm nhìn thấu sinh mệnh trong quả trứng đá khẽ kêu sinh linh trong quả trứng đá rất đặc biệt tứ chi là ngó sen hoa sen làm quần áo ngó sen làm tim một đứa bé tinh xảo đáng yêu nhưng chưa đến lúc xuất thế đám người ngọc kinh thiên quân đều chờ tiên thiên sinh linh xuất thế, nên bọn họ trấn thủ tại đây, phòng ấn hư không, trấn hư minh, để phòng ngừa đứa trẻ xuất thế chạy trốn hoặc bị người ta cướp mất. Giang Nam nhẹ vung tay, thần quang trên đầu ngón tay biến thành thần kính chiếu ra hình đứa bé trong quả trứng đá. Mắt Giang Tuyết Tình sáng rực vui vẻ nói: "Ta thích tiểu đệ đệ này, a, à, là tiểu muội muội, ta càng thích." Giang Nam cười nói: "Thích thì mang đi, mang đi đại la thiên làm bạn với ngươi." Ưm. Um. Giang Tuyết Tình gật đầu lia mắt sáng rỡ gia đình ba người ở trong đại lộ bảo liễn bàn kế hoạch cướp đứa bé không quan tâm bên ngoài là đại quân ngàn vạn tiên nhân ngọc kinh thánh giáo 19 đại viên mãn tiên quân đại lộ bảo liễn đậu giữa hư không đám người không nhận ra chút nào ngọc kinh thiên quân cũng không cảm ứng được đại trận của mình bị người xâm nhập ngọc kinh thiên quân nhíu mày nói kỳ lạ sao đột nhiên thấy tim đập chân run 19 đại viên mãn tiên quân vây quanh tọa trấn ngọc kinh tiên thành ngọc kinh thiên quân nhẹ giọng nói chẳng lẽ có cường giả mơ ước sinh linh ẩn núp bên cạnh đúng là có một ít trộm cắp đang ẩn núp trong đó có đẳng cấp thiên quân nhưng ta có ngàn vạn đại quân trấn thủ tại đây dưới tay nhiều cường giả lại có thanh liên trấn đạo đình không nhiều người có thể cấp sinh linh từ tay ta hay tiên thiên sinh linh sắp xuất thế khiến ta cảm ứng ngọc cung tiên quân ở một bên cười nói sư huynh tại sao tiên thiên sinh linh trong quả trứng đá chưa xuất thế theo lý thì hấp thu nhiều tiên linh khí tiên thiên bản sơ chi khí nó nên trưởng thành rồi mới đúng Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu, nói Còn thiếu một chút thiên địa nhân quả, chắc đó là khí vận khai thiên của nó, các tiên quân khó hiểu hỏi. Thiên địa nhân quả? Ngọc Kinh Thiên Quân trả lời Năm xưa đạo tràng đế tôn sụp đổ có tám trăm ba ngàn đại đạo tràn ra ngoài, rơi vào tiên giới, kiếp số của huyền thiên giáo chủ đến. Hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ của kế đô ma tổ từng tụ tập 800 đại đạo suýt chu sát huyền thiên, kiếp số qua đi, 800 đại đạo bay ra hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ không rõ tung tích. Sinh linh trong quả trứng đá muốn xuất thế, thiên địa giáng phúc cho nó thích hợp nhất là 3.000 đại đạo. Nếu có 3.000 đại đạo bay tới là nó sẽ xuất thế, các tiên quân tặc lưỡi. Con người có số, chúng ta chinh chiến sát phạt trong đạo tràng đế tôn, liều mạng mới giành được một hai ba ngàn đại đạo, có hy vọng chứng đạo thiên quân. Sinh linh này không cần làm gì, chỉ vâng, chịu khai thiên khí vận và công đức là có hy vọng chứng đạo thiên quân. Thật làm người ta chua sót, Ngọc Kinh Thiên Quân nói vì vậy phải thu nó vào môn hạ ngọc kinh thánh giáo ta sinh linh này thành tựu tương lai sẽ tạo rất có thể vấn đỉnh đạo quân có được nó đương nhiên được khai thiên khí vận và công đức thiên địa bất diệt thì thánh giáo ta bất diệt tương lai ta có leo lên ngôi đế được hay không phải xem nó ngọc kinh thiên quân chưa nói xong đột nhiên thiên địa đại đạo ầm vang ngọc kinh thiên quân đứng dậy cười nói sinh linh đó sắp xuất thế các đệ tử thánh giáo hãy khởi động trận pháp đi các đại trận ầm ầm vận truyền đại trận ngàn vạn tiên nhân tổ thành phong tỏa thiên địa các đại đạo chui vào đại trận lướt sóng tiến lên sông hướng quả trứng đá hòn đảo nhỏ mắt ngọc kinh thiên quân sáng rực chín ba ngàn đại đạo chín ba ngàn đại đạo bay vào hòn đảo nhỏ hoa sen như rồng như rắn chui vào quả trứng đá thoáng chốc quả trứng đá nuốt chửng tên linh khí xung quanh uống cạn hồ nước quanh hòn đảo đảo nhỏ hoa sen bị quả trứng đá hấp thu ánh sáng năm màu chui vào quả trứng quả trứng đá nhanh chóng rút nhỏ sinh linh trong trứng sắp xuất thế ngọc kinh thiên quân cười to tóc đen bay lên Ngọc Kinh Thiên Quân ngửa đầu nói. Đạo hữu núp trong bóng tối, các người còn chưa ra tay là sẽ muộn. Hư không chấn động, đột nhiên một thanh âm vang lên. Ngọc Kinh Sư Huynh, ngươi cho rằng thánh giáo của ngươi là thiên hạ đệ nhất giáo môn, thì ta không dám ra tay, như ngươi mong muốn. Thiên địa run rẩy như mảnh vải bay, là một tồn tại đẳng cấp thiên quân hành động. Người này phớt lờ các trận pháp, xem đại trận nàn vạn tiên nhân là vô hình nhanh như chớp sông vào đại trận, tới gần quả trứng đá. Thì ra là la ma cổ thần, hèn gì dễ dàng phá vỡ đại trận của thánh giáo ta ngọc kinh thiên quân không nhúc nhích đám người ngọc cung tiên quân bay lên cao nghênh đón la ma cổ thần lao xuống lúc này một hỗn độn thiên quân to lớn vĩ đại từ trên trời giáng xuống đè đại trận do ngàn vạn tiên quân tổ thành run rẩy tầng tầng sụp đổ bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé là đại diễn cổ thần ra tay Ngọc Kinh Thiên Quân vẫn không nhúc nhích, cười nói. Đại diễn sư huynh, người không có bản lĩnh như Lama sư huynh mà cũng muốn phá trận lao vào. Đại diễn cổ thần cười to bảo. Ta không muốn phá trận, chỉ muốn làm loạn trận thế để bất không thông thiên kiều có thể giáng xuống. Đại diễn cổ thần dứt lời, một cây cầu to như cầu vồng từ chân trời bắn tới, phá tan đại trận. Đầu kia cây cầu chạm vào đảo nhỏ hoa sen chưa biến mất. Một nữ nhân như mộng như ảo bước trên cầu. Ngọc Kinh Thiên Quân cười lớn, vươn tay chỉ, thanh liên chấn đạo đỉnh đè xuống bất không thông thiên kiều linh nữ tuy chấn đạo đỉnh của ta chỉ là là một trong năm đỉnh không bằng thông thiên kiều của nàng nhưng uy lực trí bảo tiên đạo phát huy được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của người tế luyện nó bây giờ thực lực của ta vượt qua linh nữ rất nhiều dù nàng có thông thiên kiều cũng không đánh lại ta ngọc kinh thiên quân không nói khoác thanh liên chấn đạo đỉnh đè xuống hoa sen trong đỉnh tầng tầng nở ra rơi xuống bất không thông thiên kiều các cánh hoa phong tỏa cây cầu mặc cho linh nữ khởi động uy lực bất không thông thiên kiều cũng không đánh bay mấy đóa sen để đến hòn đảo nhỏ được ngọc kinh thiên quân nuốt mười mấy giáo môn thu hoạch kinh điển tổng hợp lại thành một thực lực tiến bộ vượt bậc đã mạnh hơn linh nữ linh nữ nhíu mày đột nhiên thu bất không thông thiên kiều về cây cầu bắc ngang la ma cổ thần đáp xuống cầu bất không thông thiên kiều quét qua hất bay đại trận ngọc kinh thánh giáo đại diễn cổ thần cũng đáp xuống cây cầu nói không được rồi đi bất không thông thiên kiều xé không ra lướt đi ngọc kinh thiên quân nhìn bọn họ đi xa liếc hư không xung quanh mỉm cười hỏi còn vị đạo hữu nào muốn chỉ giáo không hư không lặng yên không ai ra tay nữa ngọc kinh thiên quân cảm ứng các hơi thở núp trong không trung đi xa mỉm cười bước hướng quả trứng đá đột nhiên hư không sao động một bàn tay dễ dàng xuyên thấu đại trận ngàn vạn tiên nhân bàn tay tới đâu là các tiên nhân bị đánh bay ra bốn phương tám hướng năm ngón tay tung bay xoa nắn đám người ngọc cung tiên quân rên rỉ bị mấy ngón tay búng bay không ai ngăn được ngọc kinh thiên quân tim đập chân run vội vận chuyển thanh liên chấn đạo đỉnh uy lực đỉnh to mới bộc phát hoa sen bay ra miệng đỉnh thì bàn tay đè xuống ngay miệng đỉnh uy lực thanh liên chấn đạo đỉnh bị chặn lại không thể chính là bàn tay kia bắt lấy quả trứng đá rút về ngay trước mặt ngọc kinh thiên quân bàn tay biến mất ngọc kinh thiên quân tức ói máu cao giọng quát ngươi là ai hư không im lặng không có tiếng vang một chiếc đại lộ bảo liễn chạy ra khỏi đại trận ngọc kinh thánh giáo trong xe giang nam buông quả trứng đá cười nói chúng ta đi giang tuyết tỉnh nhào lên ôm quả trứng đá gõ trứng cười nói tiểu muội muội người tên là gì phủ thân nhị nương chúng ta đặt tên gì cho nàng giang nam trầm ngâm thị hiên vi cười nói nàng được khí vận khai thiên sinh ra ra lại là linh quang bất diệt cuối cùng của tên thiên ngũ sắc liên biến ra hãy gọi là vân liên đi giang nam gật đầu cười nói cũng được vậy đặt là vân liên vật nhỏ còn không chịu ra. Giang Nam gõ nhẹ quả trứng đá, bên trong vang tiếng răng rắc khe khẽ, quả trứng đá vỡ ra như trứng gà, một cô bé cao khoảng một thước ngồi trong vỏ trứng bể, người mặc váy sen, tay chân trắng mũm mĩm, mắt to đen lái tỏ mò nhìn bọn họ, thị hiên vi khen. Thật là băng tuyết đáng yêu, cô bé hít ngửi, ôm một miếng vỏ trứng nhai rôm rốp, rất vui vẻ. Băng tuyết đáng yêu. Giang Nam xì cười. Phu nhân đừng bị lừa, bộ dạng vân liên đáng yêu nhưng không thuần khiết, như trẻ mới sinh, vân liên mà nghịch thì cáo già cũng sẽ bị lừa xoay quanh. thị hiên vi không hiểu, giang nam cười nói, vân liên sinh ra từ tiên thiên, bẩm sinh là tinh quái, thần thánh, sớm hiểu tiếng người, tiếng thú, nghịch ngợm danh mãnh. phu nhân nghĩ ngọc kinh đặt đại trận ngàn vạn người là để phòng ngừa bị cường giả khác cướp sao? ngọc kinh còn một mục đích khá là để phòng vật nhỏ này bỏ trốn, thiên quân mà còn phòng ngừa vân liên trốn thoát. phu nhân nói xem nàng là đứa con nít mới ra đời sao? thị hiên vi nhìn cô bé ngồi trong vỏ trứng giả bộ đáng yêu hét thất thanh ý lão gia bảo nàng giả bộ đáng yêu cho chúng ta xem giang nam gật đầu nói nàng hấp thu chín ba ngàn đại đạo là có thể sinh ra nhưng thấy bên ngoài có cường giả đánh nhau biết không trốn thoát được nên mới nhịn bị ta bắt vào bảo liễn vân liên luôn chờ cơ hội chạy trốn ta gõ vỏ trứng của vân liên nàng biết ta nhìn thấu kế hoạch chạy trốn nên buộc lòng xuất thế thị hiên vi giang tuyết tỉnh chớp mắt nhìn vân liên ngồi trong vỏ trứng cổ bé vẫn còn cắn vỏ trứng nhỏ nhắn đáng yêu thị hiên vi giang tuyết tình thấy rất khó tin thị hiên vi lắc đầu nói vừa xuất thế đã biết nói lại còn danh mãnh như vậy ta không tin giang tuyết tình chú ý khác với thị hiên vi tò mò hỏi vân liên trong vỏ trứng ăn ngon không vân liên ngước lên đưa một miếng cho giang tuyết tình ngọt ngào nói ăn ngon cho ngươi một miếng giang tuyết tình ngồi xuống hai tiểu nha đầu một ngồi trong vỏ trứng một ngồi bên ngoài cầm miếng vỏ nhai rôm rốp sang nam cười nói vừa sinh ra đã biết nói chuyện là yêu nghiệt nhưng đứa nhỏ này ra đời là thần thánh thần tiến có chút tâm kế là khó tránh khỏi vân liên ngươi đừng thử chạy trốn cũng không cần ngươi không chạy thoát được trong thiên hạ chỉ có ba bốn người ngang hàng với ta ngươi không thể thoát khỏi tay ta hơn nữa đi theo ta chơi đùa với nữ nhi của ta sẽ được ích lợi lớn cô bé ngồi trong vỏ trứng ngước đầu lên ngọt ngào nói liên liên không nghe hiểu ngươi đang nói gì nhưng Liên Liên rất ngoan, rất nghe lời, Thị Hiên Vi đã nhìn ra. Vân Liên đúng là danh mãnh, lão gia, tìm y phục đàng hoàng cho nàng mặc đi, lúc nhỏ mặc cánh sen làm váy còn được, khi lớn lên không thể mặc như thế, Giang Nam nói. Thì Chiến Thiên Ma Tôn cũng mặc như thế, Giang Nam nhớ đến Chiến Thiên Ma Tôn mặc váy sen tay cầm chùy to dùng mình, nói vậy, nhưng Giang Nam vẫn bắn ra một luồng linh quang bất diệt dệt quần áo nhỏ tự động mặc vào người Vân Liên, Giang Nam cười nói. Nhiều người thèm muốn tiểu Vân Liên không thiếu người muốn ăn nàng cấp khí vận, công đức. Nếu vật nhỏ này chạy trốn, có bộ đồ của ta có thể ngăn cản được dây lát. Vân Liên giật mình, lết trộm giang nam, xác định hắn không nói đùa. Dây lát sau cô bé khẳng định bên ngoài có nhiều người muốn ăn nàng, cấp công đức, khí vận gì đó. Thị Hiên Vi quan sát dây lát, buồn cười nói. Vật nhỏ này thật danh mãnh. Giang Nam cấp vật trong túi ngọc kinh thánh giáo, 19 phó giáo chủ vừa kinh vừa sợ. Các đại viên mãn tiên quân bay lên, lấy ra 3.000 đại đạo mình có được, vận chuyển các pháp bảo bọn họ cao giọng quát bài trận bài trận phong tỏa hư không không thể để người đó chạy thoát sắc mặt ngọc kinh thiên quân âm trầm nâng tay nói không cần người kia thành công rồi chắc sẽ trốn thật xa không ở lại lâu đây là một nhân vật lợi hại siêu hơn đám người linh nữ đại diễn ta sơ sẩy bị hắn chiếm tiên cơ nhưng hắn giấu đầu lòi đuôi chắc là người quen nếu gặp lại hắn sẽ không thoát khỏi pháp nhãn của ta ngọc lâm tử tiến lên do dự nói phụ thân có khi nào là huyền thiên giáo chủ làm không tim ngọc kinh thiên quân đập nhanh gật đầu nói đúng là có khả năng này nhưng huyền thiên bị thương nặng lưỡng bại câu thương với vô cực thiên tôn chuyện này sẽ không là tin đồn bậy hay huyền thiên đã lành vết thương báo một tiên nhân bay tới hét to thánh giáo chủ hai phó giáo chủ tư khấu minh đường gặp huyền điểu do tiên thiên bất diệt linh quang biến thành không thể bắt giữ nên kêu ta đến cầu viện tiên thiên bất diệt linh quang biến thành huyền điều ngọc kinh thiên quân lên tinh thần cười nói phía đông không sáng phía tây sáng có lẽ hai sư đệ tư khấu minh đường tìm ra thứ không thua gì tiên thiên sinh linh tiên thiên ngũ sắc liên biến thành các vị hãy đi cùng ta bất giác đại lộ bảo liễn quay về chỗ bảy con chim xanh bị nhốt giang nam không che giấu đại lộ bảo liễn mặc cho các loại thần quang hà quang vân khí phát ra bảo liễn đám người tư khấu tiên quân thấy dị tượng đó là biết ngay người trong đại lộ bảo liễn không tầm thường phái một tiên quân ra giao thiệp tiên quân lớn tiếng hỏi là vị giáo chủ nào đi ngang qua phó giáo chủ tư khấu minh đường của ngọc kinh thánh giáo đang hàng yêu trừ ma không rảnh tay nghênh tiếp xin đạo hữu hãy chờ một lát trong đại lộ bảo liễn giang nam nhìn tiểu vân liên cười nói người hãy nói với bọn họ là huyền thiên giáo chủ đi qua đây mấy con chim đó của giáo chủ xin các vị hãy trả lại tiểu vân liên xuyên qua cửa sổ xe đằng trước thấy hai đại viên mãn tiên quân dẫn hơn 10 vạn đại quân vây công bảy con chim trên gốc thần thụ các loại thần thông pháp bảo bay đầy trời Tiểu Vân Liên dùng mình nói. Bọn họ dữ quá, Giang Tuyết tình cười nói. Liên Liên đi cùng ta, để ta nói với bọn họ. Hai nữ hài tử đi ra đại lộ bảo liễn, Giang Tuyết tình trong trào nói. Đây là ngự giá của phụ thân ta, huyền thiên giáo chủ, không được quấy dày. Phụ thân kêu ta đi ra hỏi ngươi tại sao đánh chim nhà ta, đầu óc tiên vương ù vang, hét chói tai. Ngự giá của huyền thiên giáo chủ, có thật không? Tay Giang Tuyết tình túm đuôi la thiên khánh vân, cười hỏi có từng thấy khánh vân này chưa lúc kiếp số của giang nam mộc phát tiên vương từng thấy khánh vân kia là trí bảo tiên đạo tiên vương nhận ra khánh vân mới tin lời giang tuyết tình vội xoay người vào đại trận ngọc kinh thánh giáo báo cáo lại cho thời đại tư khấu tiên quân biết hai người kinh ngạc la lên dừng tay đừng tấn công nữa tư khấu tiên quân hỏi sư huynh huyền thiên giáo chủ đến thấy chúng ta vây công con chim của hắn giờ làm sao đây huyền thiên giám lộ mặt nghĩa là vết thương của hắn đã lành chúng ta không phải đối thủ Minh Đường Tiên Quân nhíu mày, phân vân. Chúng ta từng gặp mặt Huyền Thiên Giáo chủ mấy lần, cứ chối là không biết con chim của hắn, chắc sẽ lừa được. Hai người quát ra lệnh hơn 10 vạn giáo chúng tan đại trận, để bảy con chim xanh ngậm nhánh cây bay ra, đáp xuống đại lộ bảo liễn. Bảy con chim xanh nhỏ dần, kích cỡ bằng chim én, chúng nó bay vào cửa xe líu díu tố cáo. Từ khấu tiên quân, Minh Đường tiên quân cứng rắn tiến lên nói. Huyền thiên sư huynh, chúng ta không biết đây là chim sư huynh nuôi, xin thứ tội trong đại lộ bảo liễn giang nam không lên tiếng thị hiên vi mở miệng nói người không biết không có tội hai vị sư huynh không cần tự trách ngoài xe tư khấu tiên quân minh đường tiên quân có chút bất mãn thầm nghĩ hai ta dù gì là đệ tử của đế và tôn từng gặp mặt ngươi vài lần xem như tiền bối chúng ta tự mình đến xin lỗi thế mà ngươi không lộ mặt ra kinh kiệu quá vậy tư khấu tiên quân truyền âm sư huynh có khi nào huyền thiên giáo chủ không ở trong xe phu nhân của hắn cố ý lừa chúng ta không nghe đồn phu nhân của huyền thiên thực lực không cao trong tay nữ hải tử là la thiên khánh vân bí ẩn nhất trong mười trí bảo tiên đạo đây là cơ hội minh đường tiên quân ngần ngừ một lúc đột nhiên tiên khí mở mịt từ xa bay đến giọng cười của ngọc kinh thiên quân vang lên huyền thiên đạo hữu sao từ xa đến mà không báo cho biết minh đường tiên quân tư khấu tiên quân giật mình thầm nghĩ huyền thiên giáo chủ có trong xe thật hai người mừng là mình không hành động ngọc kinh thiên quân 19 phó giáo chủ khác dẫn đại quân ngàn vạn tiên nhân rầm rộ đến khí thế kinh người. Minh đường tiên quân, tư khấu tiên quân yên lòng, chạy lên chào Ngọc Kinh Thiên Quân. Ngọc Kinh Thiên Quân phất tay lấy ra tiên thành, đại quân ngàn vạn tiên nhân chú đóng quanh Ngọc Kinh Tiên Thành, bày ra các tầng trận thế. Ngọc Kinh Thiên Quân và 21 phó giáo chủ ngồi trên mây tiên tuôn ra từ miệng thanh liên chấn đạo đỉnh, bày trà rượu. Ngọc Kinh Thiên Quân cười nói. Đạo hữu, nhiều năm không gặp, mời rời bước tâm sự dây lát, trong xe chuyển ra giọng giang nam cũng tốt đại lộ bảo liễn chạy tới ngọc kinh tiên thành giây lát sau chạy vào trong đại quân ngàn vạn tiên nhân bao vây tiên thành kín không kẽ hở đại lộ bảo liễn chạy đến trước mây tiên tuôn ra từ thanh liên chấn đạo đình sang nam vén màn xe cùng thị hiên vi sang tuyết tình tiểu vân liên xuống xe sang nam cười nói ngọc kinh đạo hữu phô trương thật đi đâu cũng mang theo ngàn vạn đại quân quả nhiên là nhà giàu mới nổi ngọc kinh thiên quân đang định nói chuyện trượt thấy tiểu vân liên theo bên cạnh sang tuyết tình biến sắc mặt sau đó trở về bình thản ngọc kinh thiên quân mỉm cười nói huyền thiên đạo hữu nói đùa vừa rồi ta muốn nghênh một tiên thiên sinh linh vào ngọc kinh thánh giáo không ngờ bị kẻ trộm cướp đi tên trộm đáng hận thừa dịp ta chưa chuẩn bị đánh lén làm ta lật thuyền trong mương đạo hữu hai tiểu cô nương này là thị hiên vi phập phồng lo sợ mặt tiểu vân liên trắng bệch tay cầm vỏ trứng sợ đến quên ăn giang tuyết tình thì nhai vỏ trứng rất là bình tĩnh giang nam trả lời đây là tiểu nữ tuyết tình vật nhỏ này là ta mới nhặt được thu làm nghĩa nữ tên vân liên tiểu vân liên sao không mau chào ngọc kinh sư thúc đi thị hiên vì khẽ thở dài thầm nghĩ quả nhiên da mặt lão gia dày hơn ta gặp chuyện này bối rối hoảng hốt sợ bị vạch trần lão gia thì nói là nhặt được các phó giáo chủ ngọc kinh thánh giáo nhận ra điều lạ cô bé tên vân liên chỉ cao hơn thước nhưng không giống con nít mới sinh mà tinh xảo hoạt bát khí thế trên người đậm đặc nội ẩn đại đạo bọn họ rất quen thuộc hơi thở này giống y như quả trứng đá trên đảo nhỏ trong sa mạc quan trọng nhất là tay cô bé còn cầm một miếng vỏ trứng hoa văn giống y như quả trứng đá cảnh nguyền nữ quân tiến lên nhỏ giọng nói giáo chủ ngọc kinh thiên quân giơ tay ra hiệu cảnh nguyền nữ quân dừng nói tiếp mắt ngọc kinh thiên quân lóe tia sáng rót trà cho phu phụ giang nam ngọc kinh thiên quân nói huyền thiên đạo hữu nhặt ở đâu ta cũng muốn nhặt một cái vậy phải xem ngươi có duyên phạn đó không giang nam nghiêm túc nói không có duyên thì đặt ngay trước mặt ngươi cũng không bắt được có duyên sẽ đến bên cạnh ngươi ngọc kinh đạo hữu thấy ta nói đúng không sắc mặt ngọc kinh thiên quân liên tục thay đổi cảnh nguyệt nữ quân cười khẩy nói huyền thiên ngươi không định giải thích lai lịch nữ hài tử này cho chúng ta sao không khí bỗng chốc nặng nề thanh liên chấn đạo đỉnh dưới áng mây xanh to như miệng núi lửa ngọc kinh tiên thành như nhà giam to lớn ngoài thành là ngàn vạn đại quân ngọc kinh thánh giáo tựa thiên la địa võng cảnh nguyệt nữ quân lạnh lùng cười chúng ta vất vả cực khổ thủ hộ quả trứng đá tiên thai đến bây giờ lại bị người ta cướp mất bên cạnh người tình cờ có vật nhỏ hơi thở giống y như tiên thiêu quả trứng đá xin người hãy giải thích đi giang nam đặt chén trà xuống mắt nhìn cảnh nguyệt nữ quân sắc mặt âm trầm giải thích thiên địa đột nhiên biến sắc vang tiếng nổ ầm ầm liên tục sấm sét vô cùng bay ra hư không giáng xuống như từng thanh kiếm bén sấm sét chiếu rọi thiên địa lúc tối lúc sáng trong ức vạn dạm địa thủy phong hỏa dâng lên các ngôi sao từ trời sao rơi xuống kéo theo đuôi lửa đập xuống đất đai hoang vắng mênh mang 21 phó giáo chủ Ngọc Kinh Thiên Quân biến sắc mặt, ngước lên nhìn, thiên địa xung quanh như bị hủy diệt, cảnh tượng khủng bố chìm nổi bên ngoài Ngọc Kinh Tiên Thành, hình thành cảnh tượng tịch diệt kiếp, các tịch diệt ma nhãn đen thui to vạn vạn dạm hiện ra trong hư minh trên cao sắp đè xuống, nghiền nát Ngọc Kinh Tiên Thành, mọi thứ trong và ngoài thành, Giang Nam thản nhiên nói. Cảnh Nguyệt, nàng đang kêu ta giải thích cho nàng sao? Vù 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 vù. Bên ngoài Ngọc Kinh Tiên Thành, ngàn vạn tiên nhân Ngọc Kinh Thánh giáo không chiến tự lui mặt không còn chút máu lo sợ hãi hùng bọn họ ném pháp bảo xuống đất ngước nhìn khung trời vần vũ quân tâm đã mất cảnh nguyệt nữ quân biến sắc mặt lòng kinh hoàn giọng giang nam có ma tính kỳ lạ đánh vào đạo tâm của cảnh nguyệt nữ quân khí thế đẻ sụp nàng cảnh nguyệt nữ quân sắp rơi vào tương lai vô tận vực sâu thăm thẳm mãi mãi không tỉnh lại ngọc kinh thiên quân ho khan đạo hữu bớt giận cảnh nguyệt chỉ là tiên quân ngây thơ nói đùa số công pháp hạm đạo hữu tội không đáng chết giang nam tạn khí thế uy nghiêm cảnh tượng khủng bố bên ngoài ngọc kinh tiên thành biến mất giang nam cười nói ta cũng biết nàng là tiên quân nên không đụng nàng nếu nàng là thiên quân mà dám nói kiểu đó với ta thì bây giờ đã chết bởi vì cảnh nguyệt nữ quân là tiên quân nên không giết nếu nàng là thiên quân thì đã chết với hắn 21 phó giáo chủ ngọc kinh thánh giáo nghe mà lạnh lòng khóe mắt ngọc kinh thiên quân co giật giang nam nói câu đó rõ ràng là nhằm vào gã ý nghĩa rất rõ ràng nếu người dám nhắc việc này sẽ chết ngay còn không thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng, uống trà. Ngọc Kinh Thiên Quân nâng chén trà lên, cười mời. Đạo hữu uống trà, Giang Nam bưng chén lên, cười nói. Uống trà, hai người hấp một ngụm, rồi đặt chén trà xuống. Bây giờ Ngọc Kinh Thiên Quân hơi hối hận mời Giang Nam đến tâm sự. Gã có ngàn vạn đại quân, Ngọc Kinh Thánh Thành là báu vật thiên quân. Cộng thêm chỗ uống, trà là trong mây xanh bên trên thanh liên trấn đạo đỉnh. Ngọc Kinh Thiên Quân cảm thấy chắc ăn nên mời Giang Nam đến uống trà là mời quân vào bẫy nhưng tình hình bây giờ người ngồi trên bàn trông chính là ngọc kinh thiên quân giây lát sau ngọc kinh thiên quân ho khan thân thiết nói đạo thương của đạo hữu chắc đã lành trong kiếp số kia ta toát mồ hôi lạnh dùng đạo hữu sau này nghe đồn vô cực thiên tôn nhân lúc cháy nhà đi hôi của ra tay với đạo hữu ta rất lo cho an toàn của đạo hữu hôm nay thấy đạo hữu lại rời núi mừng cho đạo hữu giang nam cười nói bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim, viết liền không giấu nhé. Chỉ là đạo thương nho nhỏ, đa tạ đạo hữu quan tâm, hai người trò chuyện mấy câu, thân thiện như thể lúc trước đám người vây công Giang Nam không có mặt Ngọc Kinh Thiên Quân. Như thể Giang Nam không truy cứu Ngọc Kinh Thiên Quân tấn công hắn trong nhân kiếp, trong lòng Giang Nam cho rằng Ngọc Kinh Thiên Quân mạnh hơn trước rất nhiều nhưng chưa phải đối thủ của hắn. Thực lực Giang Nam cao, tầm mắt cũng lên cao. Đương nhiên, nếu Ngọc Kinh Thiên Quân không biết điều thì Giang Nam không ngại ra tay. Giang Nam hỏi. Ngọc Kinh Thánh Giáo chính là thiên hạ đệ nhất giáo môn, có nhiều tai mắt, chắc biết được nhiều tin tức. Không biết Ngọc Kinh Đạo Hữu có biết tin hỗn độn ôn đế ở đâu không? Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu, nói. Trước giờ chưa nghe tin về hỗn độn ôn đế, lúc tiên giới mới mở mang có nghe mấy lần, gây ra rối loạn rất lớn. Nhưng tiếp theo hỗn độn ôn đế bạt tin, chắc hỗn độn ôn đế đi khắp nơi tìm tiên linh khí, chuẩn bị phục hồi thực lực của mình. Lòng Giang Nam chìm xuống, lúc khai thiên hỗn độn ôn đế không gióng chống khua trương lộ mặt chắc gã trở phục hồi thực lực mới quân lâm thiên hạ so sánh với người khác thì hỗn độn ôn đế có sức uy hiếp lớn hơn bởi vì hỗn độn ôn đế là phái bảo thủ trong kim quang trấn đạo đình là đạo chủ thời đại hỗn độn hỗn độn đại đế đời thứ nhất đạo quân thứ nhất có lẽ chấp niệm của hỗn độn ôn đế là phục hồi vinh quang thời đại cổ thần đương nhiên hỗn độn ôn đế tàn bạo chắc sẽ tính sổ với mấy hỗn độn cổ thần ngày xưa phản bội mình đạo không đạo nhân để lại hỗn độn thiên quốc đứng mũi chịu sao Hỗn Độn Ôn Đế cũng rất gian xảo, xuất quy nhập thần, có liên quan với Tịch Diệt Đạo Nhân, một nhân vật rất khó giải quyết, có thể nói là kẻ thù chung của tiên giới. Đặc biệt Hỗn Độn Ôn Đế ngộ nhân giang nam là bất không đạo nhân truyền thế, đây mới là điều khiến hắn đau đầu nhất. Nếu Hỗn Độn Ôn Đế phục hồi tu vi, bây giờ tiên thiên pháp bảo, linh bảo đa số tan vỡ, chỉ còn nguyên đỉnh, nguyên tháp còn trên đường khai thiên, sớm muộn gì sẽ tan nát, không còn gì khắc chế Hỗn Độn Ôn Đế được, hỗn độn đại đế này sẽ làm mưa làm gió càng lúc càng không kiêng nề gì giang nam thầm nghĩ bây giờ ta còn đối phó hỗn độn ôn đế được nếu hắn trở về cảnh giới đạo quân thì ta không nắm chắc mười phần mắt ngọc kinh thiên quân lóe tia sáng xòe một tay ra cười nói đạo hữu trong thời gian này tu vi thực lực của ta có tiến bộ không biết đạo hữu có thể chỉ điểm cho không đại đạo hiện ra trong bàn tay ngọc kinh thiên quân biến thành ngôi sao thiên địa lồng lộng như một vũ trụ nhỏ khiến người kinh khủng là càn khôn trong bàn tay nhỏ đó bao gồm đại đạo hơn mười thời đại hiện ra với hình dạng tiên đạo ngọc kinh thiên quân xòe một bàn tay thể hiện thực lực tu vi gã che giấu đã lâu ngọc kinh thiên quân bây giờ có thể nói là nhân vật tuyệt đỉnh trong thiên quân đương thời linh nữ đại diễn cổ thần la ma cổ thần đều tay trắng trở về bọn họ thu ngọc kinh thiên quân không oan ngọc kinh thiên quân không mấy tin tưởng giang nam đã lành vết thương cũng muốn thăm dò thực lực hiện tại của hắn giang nam mỉm cười nói cũng tốt giang nam điểm một ngón tay bình tĩnh nói chỉ điểm cho ngươi cũng được ngón tay giang nam điểm vào lòng bàn tay ngọc kinh thiên quân thoáng chốc vũ trụ tan vỡ mọi đại đạo tất cả bị cắt nát không còn sót lại chút gì ngọc kinh thiên quân dùng mình lòng bàn tay bị giang nam đâm thủng một lỗ máu giang nam thu ngón tay về lạnh nhạt nói đã chỉ điểm ngọc kinh thiên quân cố nén đau đớn thu tay về cười nói đã được chỉ dạy giang nam không ở lâu hắn ngồi giây lát rồi đứng lên từ biệt ngọc kinh thiên quân đưa tiễn giang nam cùng phu nhân nữ nhi leo lên đại lộ bảo liễn chạy sâu vào tiên giới mở mang 21 phó giáo chủ ngọc kinh thánh giáo rất bất bình thi nhau lên tiếng thánh giáo chủ nữ hải tử tên vân liên rõ ràng là đừng nói nữa ngọc kinh thiên quân giơ tay lên vết thương bị giang nam đâm thủng không khép lại ngọc kinh thiên quân trầm giọng nói ta biết đứa bé đó là tiên thiên sinh linh trong quả trứng đá kẻ cấp quả trứng đá chính là huyền thiên nhưng vậy thì sao một mình huyền thiên giáo chủ có thể san bằng ngọc kinh thánh giáo nếu mới rồi ta nói ra thì mọi người phải chết. Các phó giáo chủ rất tức giận, cảnh nguyệt nữ quân giận dữ nói. Chúng ta chuẩn bị thời gian dài như vậy, sử dụng ngàn vạn đại quân không lại cứ thế chịu thua. Ngọc Cung tiên quân vun vào. Sư Huynh, sức chiến đấu của thánh giáo ta bây giờ không như lúc xưa, thực lực của chúng ta cũng cao hơn trước kia gấp mấy lần, hỗn độn thiên quốc không đánh lại chúng ta. Ngọc Kinh thiên quân nhìn bàn tay thùng từ đằng trước ra sau, lắc đầu, nói. Huyền thiên có hỗn độn thiên cung là tiên thiên pháp bảo, có đinh thiên nguyên thung là tịch trọng uy lực mạnh nhất mặc dù thực lực của chúng ta tăng lên nhưng huyền thiên không yếu cộng thêm hai báo vật sức chiến đấu tổng thể của ngọc kinh thánh giáo yếu hơn hắn nhưng đây chỉ là tạm thời chờ các ngươi chứng đạo thiên quân rồi hợp tác với mông tốn đạo quân trừ khử thần mẫu kết hợp lực lượng thần mẫu thì huyền thiên không đáng lo ngọc kinh thiên quân gàn từng chữ dõng dạc tuyên bố huyền thiên có thể kiêu ngạo một lúc nhưng sẽ không kiêu ngạo cả đời đây là thời đại tiên đạo không phải thời đại cho huyền thiên càn rỡ huyền thiên chỉ là một cái bóng thời đại tiên đạo hỗn loạn bây giờ tiên giới sắp hoàn toàn mở mang thời đại tiên đạo đã đi vào quỹ đạo huyền thiên cũng thành lịch sử bị thời đại đào thải đám người ngọc kinh thánh giáo phấn khởi sương mù giang nam tạo ra cho mọi người bị ngọc kinh thiên quân nói mấy câu xóa sạch ngọc kinh thiên quân bình tĩnh nói tiên thiên sinh linh vâng chịu khai thiên khí vận công đức của tiên thiên ngũ sắc liên tuy bị huyền thiên cướp đi nhưng còn bảy tiên thiên pháp bảo khác những sinh linh vâng chịu khai thiên khí vận công đức của những pháp bảo này cũng sắp xuất thế các vị hãy tiếp tục sưu tầm phải tìm ra tất cả những sinh linh này là đạo quân tương lai của tiên giới ta tuyệt đối không để lọt vào tay người khác huyền thiên chỉ là thiên quân những sinh linh này tương lai thành tựu đạo quân sau này trong tiên giới không còn chỗ đứng cho huyền thiên giáo chủ đại lộ bảo liễn chậm rãi chạy sâu vào tiên giới mới mở mang trong xe thị hiên vi nghi y hoặc hỏi tại sao vừa rồi lão gia không ra tay trừng trị ngọc kinh trong kiếp số là ngọc kinh tấn công lão gia hơn nữa cường giả giáo môn của hắn giết nhiều người huyền châu ta vừa rồi ngọc kinh còn thăm dò lão gia giang nam lắc đầu nói đám ngọc kinh không còn khiến ta muốn đánh nhau nữa nếu bọn họ chứng đạo quân thì họa may làm ta hứng thú giờ cứ giao cho hồng nhi quân nhi giải quyết đi hai đứa cũng cần đối thủ không có đối thủ thì làm sao rèn luyện bản thân giang nam vuốt đầu giang tuyết tình cười nói không chừng tương lai người rong ruổi tung hoành tiên giới tranh phong với đá Ngọc Kinh sẽ là tình nhi Vân Liên, hai vật nhỏ, hãy cố gắng chăm chỉ. Hai nữ hải tử gật mạnh đầu, Tiểu Vân Liên vang dội nói. Liên Liên ngoan nhất, phụ mẫu nuôi phải thương Liên Liên. Thị Hiên vi mỉm cười nói. Vật nhỏ này giỏi làm nũng nhất, Giang Nam bật cười. Khi nàng lớn lên không biết bao nhiêu người sẽ chịu thiệt, Thị Hiên vi chợt nhớ một chuyện. Lão gia, sinh linh có khai thiên khí vận, công đức như Tiểu Vân Liên về tư chất cỡ nào. Giang Nam trầm ngâm giây lát sau lên tiếng khoan nói tư chất chỉ tính khai thiên khí vận công đức đủ để nàng thành tựu đạo quân nhưng sức người cố gắng nếu có khai thiên khí vận công đức mà không cố gắng tu hành tương lai thành tựu có hạn người bình thường dù xuất thần thấp hèn như ta là hậu thiên sinh linh miễn cố gắng chăm chỉ vẫn có thể chứng đạo thiên quân đạo quân thậm chí vấn đỉnh tận cùng đại đạo mọi thành tựu tương lai đều nằm ở sự cố gắng thị hiên vi cảm động cười nói phong độ đạo quân không tầm thường trừ tiểu vân liên gia còn công đức và khí vận của bảy tiên thiên pháp bảo khác sẽ rơi vào người các tiên thiên sinh linh nếu những sinh linh này rơi vào tay người khác e rằng tương lai sẽ là uy hiếp rất lớn cho lão gia giang nam bật cười phu nhân khinh thường ta dù tương lai bọn họ thành tự đạo quân thì chỉ là vãn bối của ta như thiên quân bây giờ nhưng thu tiên thiên sinh linh có khai thiên khí vận công đức vào môn hạ cũng là chuyện tốt cái này phải xem may mắn thế nào không thể miễn cưỡng hiện giờ trong thiên địa tiên giới mới mở mang có nhiều thế lực xây dựng các tiên thành tiên phủ làm khu căn cứ chiếm địa bàn tiên giới địa thủy phong hỏa còn đang dâng lên rất kinh người cũng vô cùng nguy hiểm ngẫu nhiên có mấy tiên thiên tiên thú yêu ma cường đại đi dạo thực lực siêu mạnh là tiên thiên sinh ra nhiều tiên nhân số xui hay gặp bầy yêu ma đi rong bị nuốt cả người và báu vật trên đường đi giang nam đám người con chim công kinh khủng há mồm nuốt sinh linh trong vạn vạn dặm đất đai hút một hơi quét sạch phạm vi vạn vạn dặm thị hiên vi ra tai định bắt chim công về đại la thiên ai ngờ con chim to tuy thời gian xuất thế ngắn nhưng thiên phú dị bẩm thấy tình hình không ổn thì dương cánh bay đi chim công biến thành luồng sáng bảy sắc trốn đi xa thị hiên vi không bắt được nó tiên giới bây giờ thật như hoàng dã thị hiên vi không thành công nàng rất ngạc nhiên thị hiên vi nhìn núi sông biển hồ bao la to lớn thủy phong hỏa dâng lên không dứt hỗn độn tự nhiên xen lẫn trong đó có các ngôi sao to lớn không gì sánh bằng tái tạo sinh ra trong hỗn độn diện thủy phong hỏa cảnh tượng vĩ đại mà kinh khủng thị hiên vi cảm thán rằng thời đại hoang dã này có lẽ sẽ kéo dài ngàn vạn năm không yên tĩnh được giang nam cười nói nhưng chúng ta xuất thế sớm tuy không kịp lúc đế và tôn khai thiên nhưng gặp lần này linh bảo khai thiên đối với người đời sau thì chúng ta là thần thánh đại năng giả trước khai thiên cũng là chuyện may mắn thị hiên vi lắc đầu nói có thể bắt lấy kỳ ngộ lớn khai thiên tích địa lần này mới xem như thần thánh đại năng giả sợ là không nhiều người làm được điều này giang nam gật gù đa số người không thể đến trình độ đó loại người không bắt được hai lần cơ duyên khai thiên đã định trước cả đời bình thường không vất vả mà không có chút thành tựu tiên nhân cường đại mở mang tiên thành tiên phủ là các thành địa trong hoang dã tiên nhân đi ngang qua thường sẽ vào thành nghỉ ngơi lấy sức nhưng tiên thành tiên phủ có thể sừng sững không ngã thường là đại năng giả trong tiên nhân cần có tu vi từ tiên vương trở lên mới bảo vệ được một phương bình an nhưng thường hay gặp đà kích hủy diệt gia đình bốn người và bảy con chim trên đường đi thấy hiểu tiên thành bị tiên thiên tiên thú yêu ma phá hủy thậm chí tiên vương cũng bị nuốt trong không trung sinh ra sinh linh khủng bố ăn đạo quả của người đến đi vô ảnh có một số tiên thành phồn hoa hương thịnh thường dây sau trống rỗng xương trắng đầy đất chắc bị thế lực khá mạnh tấn công nhưng không biết là ma quái nào làm lần này khai thiên có khí ô ấy hình thành tụ tập lại thành đất đọa lạc có ma khí tụ tập hình thành máu vực huyết khí tụ lại thành biển máu sông máu minh khí tụ tập thành u minh biên giới từ khí tụ tập thành cương vực tử vong những mảnh đất hiểm ác này sinh ra nhiều sinh linh cường đại và tà ác nhưng tiên giới bây giờ quá rộng lớn đa số lớp vạn dặm không thấy bóng người bóng chim tuy khắp nơi có tài phú nhưng không người đào móc đại lộ bảo liễn đột nhiên tạm dừng sang nam bước ra ngoài nhíu mày nhìn tòa thành lớn khí thế đổ sộ trước mắt nơi này xảy ra chuyện gì tòa thành đó hùng vĩ hơn mấy tiên thành khác khí thế bao la đổ sộ cao mấy ngàn dặm như màn trời dựng đứng đằng trước dương mắt nhìn liên miên bát ngát là một thành trì bao phủ ức vạn dạm đất đai. Tòa thành trì này dùng vô số tiên kim nung chảy đổ bê tông, thu gom nhiều ngôi sao luyện thành chỉ còn lại tinh hạch khảm trên tường thành. Thành lớn như thế rất hiếm thấy, chỉ có tộc hỗn độn cổ thần mới xây dựng thành trì khổng lồ. Giang Nam từng thấy thành trì giống vậy trong hỗn độn thiên quốc, sâu trong hỗn độn là lãnh địa của tộc cổ thần. Hiển nhiên tộc hỗn độn cổ thần đang thăm dò tiên giới mới mở mang, đã xây dựng thành trì. Nhưng hỗn độn cổ thành trước mắt không có cổ thần nào canh gác, trong thành không có hơi thở cổ thần thị hiên vi đi xuống đại lộ bảo liễn nhíu mày hỏi có chuyện gì giang nam nhìn thành cổ hỗn độn ôn đế từng đến đây giang nam nhỏ giọng nói ta cảm ứng được hơi thở của hỗn độn ôn đế từng ở lại đây một thời gian đại lộ bảo liễn chạy thẳng tới trước đến bên tường thành giang nam và thị hiên vi nhíu chặt mày tường thành như qua ước vạn năm cách tường loang lổ như bị cái gì ăn mòn cổ thần xây dựng thành trì này khác dấu đại đạo hồng mông và tường thành bây giờ những đại đạo tan rã hết tường cổ thành dài ước vạn dặm không sót lại một chút đại đạo nào đại lộ bảo liễn bay qua tường thành tiến vào trong giang nam thị hiên vi nhìn trong thành thị hiên vi kinh kêu vội che mắt hai nữ hải tử trong thành cổ nằm la liệt xác chết có hỗn độn cổ thần thân thể to lớn có tiên nhân đi ngang qua nghỉ tạm tổng cộng hơn 10 vạn người những người này toàn thân mục giữa pháp bảo ăn mòn đại đạo trong cơ thể bị cái gì xâm thực nhũn ra từng đợt khí ôn dịch bao phủ toàn thành kéo dài không tan ôn dịch ăn mòn hết thảy thậm chí hư không cũng bị tan rã thị hiên vi chỉ hướng một cổ thần to lớn phía xa hắc điệt cổ thần đã chết cổ thần này là số ít tiên quân trong hỗn độn thiên quốc hắc điệt cổ thần từng có tiếp xúc với giang nam hắc điệt cổ thần rất mạnh cảnh giới viên mãn hỗn độn tiên quân nhưng nơi này không để lại dấu vết chiến đấu gì chứng minh hỗn độn ôn đế tới đây hơi thở bao phủ mọi người chết hết không có cơ hội đánh nhau đây là hỗn độn ôn đế kết hợp một phần đại đạo tịch diệt và đại đạo hồng mông sáng tạo ra đại đạo ôn dịch giết người không cần ra tay thị hiên vi ôm giang tuyết tình tiểu vân liên lên đại lộ bảo liễn cấm không cho hai nữ hải tử đi ra thị hiên vi nói lão gia những người này như thể đã chết mấy trăm vạn năm có thể hỗn độn ôn đế sớm rời khỏi đây không hỗn độn ôn đế chỉ mới rời đi giang nam nhìn quét hư minh trầm giọng nói hỗn độn ôn đế chưa đi xa nhưng đại đạo ôn dịch của hắn quá lợi hại có sức ăn mòn rất mạnh làm những người chết trông như đã qua trăm vạn năm phu nhân hãy mang vân liên tuyết tình trở về đại la thiên ta đi gặp hỗn độn ôn đế thị hiên vi gật đầu điều khiển đại lộ bảo liễn rời khỏi thành trì chạy hướng đại la thiên giang nam lắc người lần theo hơi thở hỗn độn ôn đế để lại hai ngày sau giang nam đến trước một tòa tiên thành tiên thành là thành trì do một vị đẳng cấp tiên quân xây dựng giang nam nhìn từ xa thấy từng đợt khí ôn dịch bốc tận trời giang nam vào thành xem tất cả tiên nhân trong thành đã chết sạch y như cổ thần và tiên nhân trong hỗn độn cổ thành nét mặt giang nam xa sầm rời khỏi tiên thành tiếp tục lần theo hơi thở hỗn độn ôn đế giang nam đi tới tiên thành thứ ba hơn 10 vạn tiên nhân trong tiên thành chết hết giang nam đến tiên thành thứ bốn năm nơi hỗn độn ôn đế đi qua toàn là thành chết không sinh linh nào trốn thoát hỗn độn ôn đế sót lại hơi thở càng lúc càng mạnh chứng minh gã đánh cướp tiên thành hỗn độn cổ thành được tài nguyên các tiên nhân cổ thần tích lũy tu vi nhanh chóng phục hồi hỗn độn ôn đế không chỉ hận những cổ thần phản bội mình cũng hận sinh linh thời đại tiên đạo bây giờ tiên thiên linh bảo chỉ còn lại nguyên đình nguyên tháp không rảnh đối phó với hỗn độn ôn đế làm hắn thoải mái đại khai sát giới không sợ ai giang nam sắc mặt âm trầm tăng tốc đuổi theo rốt cuộc giang nam cảm giác hơi thở phát ra từ người hỗn độn ôn đế không phải khí ôn dịch còn sót lại trong không gian lúc này trong một tòa thành lớn mà kha thiên quân cười nói với hai đạo quân chuyển thế thiên cơ đạo tạ rốt cuộc tính ra nơi ở của hỗn độn ôn đế tu vi ôn đế quá mạnh khó phỏng đoán nhưng trong thời gian này tu vi của ta cũng tiến bộ a à, nguy rồi ôn đế có dấu hiệu chết ma kha thiên quân biến sắc mặt gã vừa tính ra tung tích hỗn độn ôn đế không ngờ có dấu hiệu sắp chết lòng giật mình thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn nhíu mày hai người giỏi thần toán mới rồi nhờ bọn họ giúp đỡ nên ma kha thiên quân tính ra nơi hỗn độn ôn đế ở đạo hiệu thiên cơ đạo tạng đại biểu hai đạo quân chuyển thế có thành tựu hơn người trong đạo thần toán ma kha thiên quân cảm ứng hỗn độn ôn đế có kiếp số sẽ chết thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn cũng cảm ứng được đạo tạng thiên tôn nhẹ giọng nói ôn đế là đạo chủ cổ thần hỗn độn đạo quân thứ nhất ai làm ôn đế có dấu hiệu chết thiên cơ đạo quân nhíu mày hỏi chẳng lẽ là bất không tái hiện không phải bất không ma kha thiên quân hử lạnh một tiếng bất không chuyển thế thành đạo không nếu hắn ra tay thì ta sẽ cảm ứng được hoặc là huyền thiên giáo chủ hoặc là vô cực thiên tôn dính vào chuyện này nhưng phần trăm vô cực thiên tôn ra tay không lớn vậy chỉ còn lại huyền thiên giáo chủ huyết tổ người đi vô đạo thâm nguyên gặp sư tôn tịch diệt đạo nhân của ta thiên cơ đạo tạng hai vị đạo hữu cùng ta tìm ôn đế dù thế nào quyết không thể để huyền thiên thành công bên cạnh ma kha thiên quân một đứa bé trai mắt lóe tia đỏ máu cười khùng khục ma kha tiểu quỷ dám chỉ huy ta người có biết mắt ma kha thiên quân lóe tia sáng huyết tổ Ngươi đừng quên là ta tính ra chỗ tạo hóa chi môn vỡ thành tiên thiên bất diệt linh quang dựng dục tiên thiên sinh linh, cho ngươi ăn nó được khai thiên khí vận công đức, là ta tìm đất ô uế này cho ngươi tu luyện tại đây. Ma Kha Thiên Quân cười khẩy nói. Bây giờ tu vi của ngươi còn yếu, có tin là ta tùy thời cướp khai thiên khí vận, công đức của ngươi không? Đứa bé trai khoảng 4, 5 tuổi nhưng tỏ ra rất già dặn, người đầy lệ khí, là huyết tổ chuyển thế, huyết tổ cười khùng khục. Ma Kha Tiểu Quỷ làm gì nóng vậy ta đi là được huyết tổ bay đi ma kha thiên quân thở phào cùng thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn chạy tới chỗ hỗn độn ôn đế ma kha thiên quân nói hai vị đạo hữu bây giờ tiên giới mới khai thiên khắp nơi là kho báu tiên linh khí ta thi triển thần toán bày ra tuyệt sát siêu cường đại hiệu quả tốt hơn vô nhân cấm khu nhưng huyền thiên giáo chủ kia đã độ qua kiếp số mạnh nhất từ xưa đến nay e rằng không làm gì hắn được ta cần hai vị đạo hữu giúp đỡ đánh lui hắn thiên cơ đạo quân cười nói nếu là trước kia thì ba chúng ta gộp lại cũng không đấu nổi huyền thiên giáo chủ huyền thiên là cường giả từng cứng rắn chống đỡ trí bảo tiên đạo tiên thiên pháp bảo nhưng thủa khai thiên là thời đại cường giả thần toán vô địch ba chúng ta là cường giả thần toán mạnh nhất từ xưa đến nay huyền thiên giáo chủ sẽ chịu khổ lớn thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn đều là đạo quân tiền sử thời đại thiên đạo đạo nghệ thiên đạo đỉnh cao tự xưng là cường giả thần toán mạnh nhất từ xưa đến nay không tính khoe mẽ thiên cơ đạo quân gọi ma kha thiên quân mạnh nhất xếp ngang với hai người là vì đã thấy bản lĩnh thần toán của gã đúng là không thua gì bọn họ hai đạo quân chuyển thế thầm thắc mắc nghi ngờ ma kha thiên quân là đạo quân giỏi thần toán chuyển thế nếu không tại sao gã có tạo nghệ thần toán tỉ mỉ như vậy không thể xem thường huyền thiên giáo chủ dù ba cường giả thần toán chúng ta hợp tác điều động lực lượng thiên địa e rằng không thể giết hắn được ma kha thiên quân dứt khoát nói chúng ta chỉ mong cứu người đừng để huyền thiên giết hỗn độn ôn đế hỗn độn ôn đế dù gì là đạo quân tuy rất cảnh giới nhưng nhiều năm trôi qua chắc tu vi sắp đến trình độ cũ đạo tạng thiên tôn cười nói huyền thiên giáo chủ có bản lĩnh lớn đến vậy sao ngang ngửa với đạo quân ma kha thiên quân nói chẳng lẽ hai vị đạo hữu đã quên trong tay huyền thiên có hai chí bảo đinh thiên nguyên thung hỗn độn thiên cung tim thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn rất cái bịch bây giờ tám tiên thiên pháp bảo bị hủy ba tiên thiên linh bảo sắp tan vỡ tiên thiên pháp bảo còn lại là tiên thiên khổ trúc của khổ hạnh thiên tôn tiên thiên quyền trượng của vạn vật đạo tổ chú đạo thiên đàn của vạn chú đạo quân hỗn độn thiên cung của giang nam tiên thiên khổ trúc chú đạo thiên đàn là tiên thiên pháp bảo trải qua tịch diệt kiếp uy lực không đến đỉnh cao hỗn độn thiên cung thì chưa qua tịch diệt kiếp uy lực cực kỳ cường đại huống chi đinh thiên nguyên thung đánh cạn chiến lợi hại hơn một số tiên thiên pháp bảo ba cường giả thần toán trong tay không có trí bảo tiên đạo đúng là khó đối kháng với giang nam ma kha thiên quân nói bà chúng ta thi triển thần toán e rằng không đỡ nổi hai trí bảo này nên ta kêu huyết tổ đi mời sư tôn tịch diệt đạo nhân để phòng ngừa miễn tịch diệt đạo nhân ra tay thì huyền thiên giáo chủ không đáng lo lúc này hỗn độn ôn đế đã chạy tới trước một tiên thành khác dừng lại cách tiên thành ngàn vạn dặm tòa tiên thành khí tượng bất phàm nằm trong ao vàng quỳnh dịch vạn dặm sóng vàng ao vàng quỳnh dịch đó là tiên dịch đại đạo nguyên dịch bản sơ nguyên dịch một ít nguyên thủy chi khí dung hợp thành linh dịch quý hiếm vô cùng đặc biệt tiên thành không phải do tiên kim đúc mà là đại đạo tràn ra từ ao vàng quỳnh dịch hình thành tiên thiên tiên vực có thể nói là động tiên hạng nhất sinh ra trong khai thi lần này hỗn độn ôn đế nhìn ao vàng quỳnh dịch cười nói được ao vàng quỳnh dịch là ta sẽ phục hồi cảnh giới hỗn độn đạo quân trong tiên thành bên trên ao vàng quỳnh dịch không có nhiều tiên nhân trú ngụ chỉ khoảng mấy ngàn người hai đại viên mãn tiên quân đang truyền đạo giáo lý các tiên nghe say mê hai đại viên mãn tiên quân đó là tự nhiên lão quân thái chân tiên quân hai vị tiên quân mặc dù là đệ tử của đế và tôn, xếp hàng rất cao trong 72 đệ tử, nhưng xưa nay không giao thiệp với ai, không kéo bè kết phía. Ngọc Kinh Thiên Quân tạo dựng Ngọc Kinh Thánh, giáo sớm lôi kéo thái chân tiên quân, tự nhiên lão quân nhưng bị hai người từ chối. Hai vị tiên quân nhàn vân dã hạc, đi đến đâu hay tới đó. Lần này vì duyên khai thiên hai người tìm đến ao vàng quỳnh dịch, dẫn nhiều đệ tử đặt chân tại đây, nghiên cứu ba ngàn đại đạo mình có được tìm cơ hội đột phá thành tựu thiên quân. Bạn đang xem Đế Tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Tự nhiên Lão Quân đang ung dung từ tốn giảng đạo bỗng dùng mình, vội nói với Thái chân Tiên Quân. Sư đệ, tai họa đến rồi, Thái chân Tiên Quân gật đầu, nói. Ta cũng cảm giác được, sư huynh, như cũ. Tự nhiên Lão Quân cười trả lời đương nhiên là như cũ hai vị đại viên mãn tiên quân cuốn tay áo thu mấy ngàn tiên nhân vào trong bỏ mặc ao vàng quỳnh dịch tiên vực co giò đạp tiên quang chạy mất hai lão tiên quân tóc bạc phơ ngày thường bộ dáng sống giờ chết giờ giờ tự nhiên lão quân thái chân tiên quân chạy nhanh không thấy bóng dáng tốc độ mau đến làm người trợn mắt há hốc mồm hỗn độn ôn đế giật mình cười tho bảo đám nhóc danh thật chạy nhanh nhưng các người nghĩ có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao xem thường ta quá hỗn độn ôn đế thò tay ra Bàn tay như vân khí trứng to lên, trong khoảnh khắc ôn dịch trải rộng hư không, hóa thành năm ngón tay, không chỉ thế to, càng rộng chụp xuống tự nhiên lão quân, Thái chân tiên quân. Thì ra là lão già Hỗn Độn Ôn Đế, hai lão tiên quân ngoái đầu nhìn, co giò chạy nhanh hơn, nhưng Thái chân tiên quân, tự nhiên lão quân khó trốn thoát bàn tay ôn dịch bao phủ, đột nhiên tay Hỗn Độn Ôn Đế khựng lại giữa không trung, tự nhiên lão quân, Thái chân tiên quân mừng rỡ vội chạy ra phạm vi bàn tay bao phủ, hai lão tiên quân ngoái đầu nhìn thấy một tư sinh trẻ tuổi đứng sau lưng hỗn độn ôn đế tự nhiên lão quân thái chân tiên quân thở phào không chạy nữa huyền thiên giáo chủ giang nam nhẹ giọng kêu lên ôn đế hỗn độn ôn đế xoay người khí thế tàn bạo tích lũy quanh thân bốc hơi ánh mắt hỗn độn ôn đế cực kỳ sắc bén bất không giang nam lắc đầu nói đạo hữu ta phải nói mấy lần ngươi mới tin là ta không phải bất không bất không đạo nhân đã chuyển thế thành đạo không nhưng chắc đạo hữu khó gặp hắn ôn đế ta thả ngươi ra vốn để ngươi chán kiếp dùm ta ai ngờ đạo huynh quá thông minh trốn thoát ta rất không phục đạo huynh nhưng lần này đạo huynh không thể trốn nữa hỗn độn ôn đế cười lớn khí ôn dịch thổi quét không trung hỗn độn ôn đế không chỉ là đạo quân gã còn là một hỗn độn cổ thần thân thể cường đại không gì sánh bằng hỗn độn ôn đế nói mặc kệ ngươi có phải là bất không hay không đều không thoát chết bất không cướp chính thông của ta làm hỏng thiên địa cổ thần nuôi hổ tai họa nên sinh ra thời đại tiên đạo vớ vẩn này thiên địa này phải bị diệt thiên bị chu thì chậm sẽ lại quân lâm hỗn độn tái hiện thịnh thế cổ thần ầm 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 khí ôn dịch cuồn cuộn ùa hướng giang nam khí ôn dịch rất kỳ lạ dính một chút là đạo tiêu quả tán thần chết thân thể mục giết người vô hình tuy đại đạo ôn dịch của hỗn độn ôn đế không đến trình độ biến thành linh quang bất diệt nhưng về kỳ lạ thì âm tà hơn cả đại đạo huyết tổ chú đạo của vạn chú đạo quân đạo quân đều không ngăn được lực lượng ôn dịch đại đạo tan giã thân thể khô héo, đạo quả tan biến, nguyên thần trung ôn dịch chết. Hơn nữa ôn dịch này có thể xâm thực ăn mòn hư không, chán không được. Hỗn độn ôn đế tùy ý thúc giục khí ôn dịch, khiến người khó thể đề phòng. Đây là hỗn độn ôn đế hỗn hợp đại đạo hồng mông và đại đạo tịch diệt sáng tạo ra đại đạo ôn dịch, có vài đặc tính tịch diệt kiếp không thể né tránh. Khí ôn dịch cuồn cuộn dâng lên rơi vào người Giang Nam, nhưng không thể xâm nhiễm hắn một chút nào. Đại đạo ôn dịch luôn thành công vậy, mà chẳng có chút tác dụng. Giang Nam cũng tinh thông đại đạo hồng mông, đại đạo tịch diệt trừ đại đạo hồng mông là giang nam không hiểu sâu sắc bằng hỗn độn ôn đế nhưng tạo nghệ đại đạo tịch diệt thì hắn hơn gã mười vạn tám ngàn dặm nếu là thiên quân bình thường dính một chút đủ lấy mạng còn ngươi ngăn được khí ôn dịch của ta có chút thủ đoạn thân thể hỗn độn ôn đế ngày càng vạm vỡ đại đạo ôn dịch tuôn ra biến thành bảo bình bảo bình phun ra trướng khí đủ màu sắc các đóa hoa đào tràn ngập hư không biến thành đại trận phong tỏa xung quanh hỗn độn ôn đế cười nói nhưng tộc cổ thần ta có thân thể mạnh nhất sức chứa kinh khủng nhất ta là đế của cổ thần ta mạnh nhất là cơ thể pháp lực âm hỗn độn ôn đế vỗ một trường khí thế có một không hai thiên hạ nước vũ trụ càn khôn giang nam giơ tay nghênh đón một trường giờ phút này mặt đất bầu trời hư không rung lắc dữ dội ngan hà tránh ra chòm sao run rẩy các mặt trời và ngôi sao nổ tung thành ảo ảnh phương xa tự nhiên lão quân thái chân tiên quân cùng kêu rên phun búng máu hai người theo quy tắc cụ cắm đầu chạy né dư âm hai tồn tại tuyệt đỉnh đánh nhau thái chân tiên quân tự nhiên lão quân chạy ra mấy ước dặm mới dừng lại trông về phương xa người hỗn độn ôn đế run run các cục cơ gân xương nhô ra xóa tan lực lượng một kích của giang nam cơ thể hỗn độn ôn đế đúng là cường đại dù gã tự chém tu vi thực lực hao hụt nhiều không bằng lúc ở đỉnh cao nhưng pháp lực thân thể đều mạnh đến gần bằng đạo quân quần áo giang nam bay phần phật dần hạ xuống tự nhiên lão quân ho khan sư đệ người thấy huyền thiên và ôn đế ai mạnh ai yếu thái chân tiên quân trầm ngâm nói nếu là trước kia ta chắc chắn cho rằng hỗn độn ôn đế thắng ôn đế dù gì là đạo quân trong hỗn độn dù tự chém tu vi nhưng qua cơ duyên khai thiên đủ để ôn đế phục hồi đến đẳng cấp đạo quân cộng thêm ôn đế là hỗn độn cổ thần bẩm sinh thân thể cực kỳ cường đại đến cực hạn thể xác thân thể cường đại nghĩa là trong cơ thể chứa pháp lực cực kỳ mạnh hỗn độn ôn đế có thân thể pháp lực cực độ thì ai địch lại nổi nhưng bây giờ ta cảm thấy phần thắng của huyền thiên giáo chủ cũng không nhỏ tự nhiên lão quân gật đầu nói giáo chủ độ kiếp dẫn động nhiều tiên thiên pháp bảo chí bảo tiên đạo công phạt tuy những pháp bảo này không đến trạng thái đỉnh cao nhưng đã là bản lĩnh có một không hai trong tiên giới hơn một nửa thiên quân vây công giáo chủ thế mà bị hắn đánh tơi bời ba đạo quân chuyển thế thánh ma quỷ nhung kế hoa cũng bị huyền thiên giáo chủ nhốt thiên nguyên thần tổ huyết tổ lần lượt bị hắn ám toán một người thân chết đạo tiêu một người chuyển thế bản lĩnh như thế không thua kém hỗn độn ôn đế thái chân tiên quân tự nhiên lão quân đồng cảm trong đại kiếp nạn giang nam biểu hiện vượt ngoài dự đoán mọi người một người chiến quân hùng và các tiên thiên pháp bảo chí bảo tiên đạo liên tục giết vài người chống đỡ đến lúc ba tiên thiên linh bảo nguyên trung nguyên tháp nguyên đỉnh oanh kích nghe đồn sau kiếp số giang nam còn đánh nhau với vô cực thiên tôn lưỡng bại câu thương vô cực thiên tôn là điện chủ đạo quân điện tuy chuyển thế nhưng cảnh giới cũng cỡ thiên quân đánh ngang tay với vô cực thiên tôn, lưỡng bại câu thương, điều này chứng minh hậu bối Giang Nam có thực lực cùng đẳng cấp với điện chủ đạo quân điện, chiến tích như thế đủ chấn thế, đủ tiếu ngạo vạn cổ. Hỗn độn ôn đế là kiêu hùng thống trị thời đại hỗn độn cổ thần 10 ức năm, chưa từng chuyển thế, đạo quân thứ nhất thời đại hỗn độn, đạo chủ cổ thần, uy danh của hỗn độn ôn đế cũng chấn thế, tuy tự chém tu vi, nhưng thời gian lâu, như vậy có lẽ gã đã một chân đạp tới ngưỡng cảnh giới hỗn độn đạo quân hỗn độn ôn đế cường đại không thể nghi ngờ hai vị cường giả đặt trong thời đại nào từ xưa đến nay đều quý hiếm lông phượng sừng lân có lẽ huyền thiên mạnh hơn một chút tiểu tử này có hỗn độn thiên cung đinh thiên nguyên thung hai pháp bảo kia đẳng cấp tiên thiên pháp bảo thái chân tiên quân cười nói hỗn độn ôn đế bị trấn áp lâu trên người có pháp bảo gì đều bị luyện hóa nếu huyền thiên sử dụng tiên thiên pháp bảo chí bảo tiên đạo thì ôn đế sẽ không đánh lại tự nhiên lão quân gật đầu nói chúng ta xem huyền thiên giáo chủ một đường trưởng thành không ngờ bây giờ đã trở thành thủ lĩnh ngang ngửa với hỗn độn ôn đế còn chúng ta thì lo làm sao chứng đạo thiên quân hai vị tiên quân chưa nói xong giang nam và hỗn độn ôn đế lại đánh nhau ôn dịch đầy trời đại đạo của hỗn độn ôn đế bao phủ nơi đâu là tiên đạo mục nát vạn vật chìm xuống sinh mệnh điêu linh rất thê thảm kinh người tựa như vũ trụ càn khôn sắp sửa rơi vào đại kiếp nạn tịch diệt mọi thứ trong quá trình suy sụp đến chết đại đạo cũng suy vong đại đạo tịch diệt của tịch diệt đạo nhân là con đường tịch diệt kiếp kiếp số tăng thực lực cho gã đại đạo ôn dịch của hỗn độn ôn đế là quá trình trước khi tịch diệt kiếp đến thiên nhân ngũ suy hết thảy bị ôn dịch bao phủ đại đạo cũng không ngoại lệ tuy hỗn độn ôn đế lĩnh ngộ đại đạo tịch diệt không bằng tịch diệt đạo nhân nhưng đại đạo ôn dịch chế tạo thiên nhân ngũ suy có đặc điểm riêng hỗn độn ôn đế càng kiêu dũng hơn ôn dịch tăng thế cho gã mọi thứ rơi vào ôn dịch suy sụp suy vong mỗi mình đại đạo ôn dịch là những cá gặp nước càng thêm hương thịnh uy lực mạnh mẽ hỗn độn ôn đế quá to cực độ thân thể và pháp lực trong cùng cảnh giới không ai vượt qua ta được đại đạo ôn dịch càng lớn mạnh khiến pháp lực của hỗn độn ôn đế dồi dào hơn pháp lực như thế đúng là đến cực hạn tất cả sinh linh pháp lực vô cùng cuồng bạo chống đỡ hỗn độn ôn đế công kích muốn muốn đánh tiên giới thiên địa càn khôn mới khai thiên trở về hỗn độn hồng mông mỗi kích đánh xuống như dao động nền móng tiên đạo một đấm một đá làm thiên địa lắc lư tiên giới liên tục khuếch trương bị xé rách hỗn độn từ trên trời giáng xuống đổ ập xuống như sắp nhấn chìm tiên giới loại tình huống này không giống lúc giang nam đâm thủng trời hỗn độn ôn đế phát tán đại đạo dẫn động hỗn độn hồng mông thậm chí khiến nguyên đình nguyên tháp không kịp khai thiên hỗn độn ôn đế lôi kéo hỗn độn hồng mông không đủ để hủy diệt nhưng bản thân gã là đại đế cổ thần trong hỗn độn hỗn độn hồng mông vò tới tăng thêm nhiều sức mạnh cho hỗn độn ôn đế hỗn độn ôn đế hoàn toàn bộc phát không kiêng nề gì căn bản không lo lắng nguyên đình nguyên tháp thấy gã phát ra thực lực có một không hai mà chuyển sang chu sát bởi vì nguyên tháp nguyên đỉnh không thể ngừng khai thiên hỗn độn ôn đế cười to bảo ôn hành thiên hạ đại đạo ôn dịch xâm nhập không gian ức vạn rậm nơi đi qua núi tiên mục nát trời trăng tối tăm tiên khí biến thành ôn dịch chi khí tiên dịch tràn ngập mùi tanh ao vàng quỳnh dịch gần đó cũng bị ô nhiễm tiên thiên tiên vượt gần như hoàn mỹ trong ao vàng quỳnh dịch dần héo tàn biến thành nhiều đại đạo ôn dịch hơn ầm 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 cơ thể hỗn độn ôn đế chứng to một trường chụp xuống giang nam cười to bảo sảng khoái sảng khoái không kiêng nể gì, phá hủy hết thảy, biến mọi thứ thành lực lượng của mình, cảm giác này thật sung sướng, Huyền Thiên, mặc kệ ngươi có phải là bất không hay gì thì không thể đỡ một kích của ta. Cường giả như ngươi chết trong đại đạo ôn dịch của ta, tu vi, đại đạo của ngươi biến thành ôn dịch chắc chắn sẽ nâng tầm đại đạo ôn dịch của ta lên độ cao chưa từng có. Chết đi. Phạm vi ức vạn dặm như rơi vào không gian chết chóc hỗn độn, hỗn tạp nhất, hư không lần lượt sụp đổ, bị ôn dịch, hỗn độn lấp đầy một kích của hỗn độn ôn đế từ ôn dịch và hỗn độn lao ra uy lực mạnh mẽ khiến người nghi ngờ phải trang gã đã phục hồi sức chiến đấu đạo quân biểu tình giang nam trầm trọng hắn hít sâu nhìn một kích tất sát bay ra từ hỗn độn ôn dịch một kích kia thật sự hung ác giang nam phải tập trung tất cả tinh thần ứng đối nó giang nam quá to đại la thiên mở vang tiếng nổ điếc tai vô số linh quang bất diệt dâng lên đan sen thành các cung điện đài cao thần phủ quỳnh lâu tháp cao ngân hà vô số dị tượng dâng lên tổ thành một tòa đại la thiên nguyên thủy đại la thiên năm ngón tay giang nam xòe ra đại la thiên hiện ra trong tay hắn giang nam vỗ một trường tiếng trầm đục kinh người vang lên hỗn độn ôn đế khẽ rên gã cảm thấy lực lượng trong bàn tay không ngừng tan rã sụp đổ bị bẻ gãy nghiền nát bùm 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 cơ tay hỗn độn ôn đế như pháo nổ tung máu sen lẫn thịt vụn bay tung tóe một chuỗi tiếng rôm rốt vang lên là tiếng xương gãy hỗn độn cổ thần tự hào thân thể vô địch rốt cuộc không còn vô địch gặp đối thủ càng mạnh mẽ hơn một trường của giang nam nổ nát nguyên cánh tay hỗn độn ôn đế lực lượng sóng do vò tới hỗn độn ôn đế bị trường ấn vào ngực nguyên thủy đại la thiên bằng linh quang bất diệt dồn hết uy lực vào ngực hỗn độn ôn đế hỗn độn ôn đế hộc máu té ra sao phương xa thái chân tiên quân tự nhiên lão quân thấy cảnh tượng này trợn mắt há hốc mồm hai lão tiên quân cứ nghĩ là lực lượng tương đương nhưng hiện thực là hoàn toàn nghiêng về một phía giang nam không sử dụng đinh thiên nguyên thung hỗn độn thiên cung như thái chân tiên quân Tự nhiên lão quân dự đoán, mà dựa vào sức mạnh bản thân nghiền áp Hỗn Độn Ôn Đế, Thái Chân Tiên Quân, tự nhiên lão quân thấy mặt bùng nổ của Giang Nam, Giang Nam lắc người bay tới trước mặt Hỗn Độn Ôn Đế đã té xuống đất, giơ tay chặt xuống, một trường này như đao như kiếm, chặt xuống như hỏa thụ ngân hoa, vô số linh quang đan sen hình thành cái cây to um tùm, trên cây kết hàng trăm trái, trái cây không phải loại bình thường, đó là các hình dạng tiên thiên pháp bảo bằng linh quang bất diệt, trái cây có loại chuông, tháp, đỉnh, tòa sen bồ đoàn, quỳnh lâu, mộ cổ, hình dạng mỗi trái khác nhau, quy lực cũng khác, hỗn độn ôn đế giơ tay đỡ, cơ bắp nguyên tay trái bị lóc, không còn một mảnh xương treo lủng lẳng, răng rắc. Cánh tay hỗn độn ôn đế bị Giang Nam bắt chặt, bẻ gãy, một trường chém vào đầu hỗn độn ôn đế, nửa sọ não bị Giang Nam cắt, hỗn độn ôn đế gầm giống, hai cánh tay mọc ra chưa kịp công kích thì Giang Nam đấm mạnh vào ngực gã, trong khoảnh khắc lực lượng chấn động vô số lần, cơ thể hỗn độn ôn đế vạn vẹo sắp rách, ta sinh ra từ hỗn độn là đạo chủ trong hỗn độn người không giết ta được máu chảy vào hỗn độn hỗn độn sao động thân thể hỗn độn ôn đế ngưng tụ hỗn độn ôn đế co giò cắm đầu chạy huyền thiên ngươi thật sự không phải bất không bất không cũng không có bản lĩnh như ngươi ta nhớ kỹ ngươi chờ khi ta phục hồi đến cảnh giới đạo quân sẽ trở về diệt ngươi ôn đế ngươi không đi được ngươi dẫn hỗn độn đến trợ giúp tăng thực lực ta chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi đây giang nam tiến lên trước một bước bàn tay to co lại. Tịch diệt đại la thiên. Hỗn độn dâng lên, bị nguyên thủy đại đạo của Giang Nam tràn ngập, đan xen với đại đạo ôn dịch, đột nhiên tất cả tan biến thành đại đạo tịch diệt tinh thuần, tịch diệt thiên hỏa đốt hỗn độn hồng mông, nhốt hỗn độn ôn đế trong đó. Giang Nam quá to. Khai thiên. Giang Nam định khai thiên hỗn độn và cả hỗn độn ôn đế. Phương xa, Thái chân tiên quân, tự nhiên lão quân kinh hoàng nhìn. Thái chân tiên quân lẩm bẩm, Huyền Thiên Giáo chủ đã là vô địch cảnh giới Thiên Quân, đạo quân không ra còn ai tranh phong với hắn. Hỗn Độn Ôn Đế rơi vào tình thế chết chắc, khó thể trốn khỏi một kích tất sát. Hỗn Độn Ôn Đế dẫn Hỗn Độn Hồng Mông từ bên ngoài đến, thấy Tịch Diệt Đại La Thiên của Giang Nam thì mừng thầm, dù sao Hỗn Độn Ôn Đế sinh ra từ Hỗn Độn, vì Tịch Diệt Thiên Hỏa dính Hỗn Độn mới sinh ra gã, là Tiên Thiên Thần Thánh. Tịch Diệt Đại La Thiên của Giang Nam khiến khắp Hỗn Độn dấy lên Tịch Diệt Thiên Hỏa, đối với Hỗn Độn Ôn Đế như hổ thêm cánh giúp gã tăng tu vi nhưng ngay sau đó hỗn độn ôn đế biết gã quá sai lầm tịch diệt thiên hỏa này là đại đạo thần thông của giang nam hỗn độn ôn đế không hấp thu được chút gì uy lực tịch diệt đại la thiên bộc phát chấn động hỗn độn luyện hóa phá hủy tất cả khiến hỗn độn ôn đế lại bị thương nặng hiện giờ hỗn độn sắp bị giang nam khai thiên hỗn độn ôn đế cũng bị giết hẳn hỗn độn ôn đế sinh ra vì hỗn độn hỗn độn diệt thì gã cũng tiêu đời theo cứ ôn đế mắt thấy hỗn độn ôn đế sắp chết đột nhiên hư không chấn động lực lượng hùng hồn từ giữa hư không đánh tới xuyên qua hỗn độn biến thành mấy cây cột đỉnh thiên lập địa đứng thẳng trong hỗn độn hồng mông nơi có hỗn độn ôn đế cây cột chứa năng lượng vô cùng đáng sợ là lực lượng thiên địa tiên giới có ba ngàn cây sừng sững trong không gian hỗn độn như cây cột chống trời có người mượn lực lượng thiên địa khai thiên không gian tiên giới đối kháng với giang nam tiên giới khai thiên không gian chứa tài phú kho báu vô tận khắp nơi tràn ngập các loại tiên khí Tiên dịch, tiên kim, cơ duyên, lực lượng đó khủng bố biết mấy. Đây là thực lực của cường giả thần toán, nhất là lúc vừa khai thiên. Cường giả thần toán có thể tính ra các loại báu vật, kho báu, cơ duyên, xâm chiếm thiên địa tạo hóa, cấp huyền cơ trời trăng, mượn lực lượng thiên địa đại đạo. Một kích của Giang Nam định khai thiên hỗn độn, nhưng lực lượng này biến thành cây cột xuất hiện trong hỗn độn chặn đòn tấn công lại. Vào một chuỗi tiếng nổ, các cây cột bị Giang Nam đánh gãy, hỗn độn tách rời, nhưng có cây cột ngăn lại được cho hỗn độn ôn đế một cơ hội sống hỗn độn ôn đế bắt chặt cơ hội đó gã bay lên chạy ra hỗn độn hồng mông lắc người biến thành khí ôn dịch trốn thật xa phương xa mắt ma kha thiên quân sáng lên thành công đi ma kha thiên quân vội dục thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn ôn đế mà chạy rồi là huyền thiên khó bắt lại chúng ta đã thành công đừng tranh chấp với huyền thiên nữa thiên cơ đạo quân cười nói tiếc thật ta còn định mượn uy nhiếp thiên địa so tài với huyền thiên sau này sẽ có cơ hội. Ma Kha Thiên Quân định mang Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn rút lui, thì đột nhiên khí ôn dịch bay vút đi khựng lại giữa không trung, thần quang mờ mịt ùa ra hư không, các đóa hoa thần từ trên trời giáng xuống, chuông rung, trống vỗ, tiếng tế tự làm lòng người các ngươi như có vị thần cổ xưa sắp bước ra từ hư không. Nơi phát ra thần quang và thần hoa, có một lô bồng nhỏ nhoi lộ một góc trong không trung, trước lô bồng có trống to, trước trống có thần nhân vỗ, huyền trung dưới lô bồng trung to không người lắc tự dung Lưu bồng xuất hiện chấn áp khí ôn dịch do hỗn độn ôn đế biến ra đóng đinh gã tại chỗ khóe mắt ma kha thiên quân co giật vội chụp hai vị đạo quân chuyển thế huyền thiên biết vị trí của chúng ta mau tránh ra ma kha thiên quân thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn vừa bay lên thì hư không trước mắt bọn họ tan biến thành bàn tay to bao phủ thiên địa càn khôn đập xuống ba người ma kha thiên quân quát to hợp sức thi triển tuyệt sát thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn gầm lên ba người hợp sức dẫn động lực lượng thiên địa thoáng chốc lực lượng cuồng bạo ồ ạt ập hướng bàn tay to vỗ xuống ầm 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 ma kha thiên quân thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn rên rỉ hộc máu bay ra một bàn tay to bẻ gãy nghiền nát xóa tan tầng tuyệt sát thứ nhất tiếp tục vỗ xuống ba người ma kha thiên quân quát to nhị tuyệt sát đợt tuyệt sát thứ hai bộc phát năm ngón bàn tay liên tục búng năm ngón như kiếm bén chém hết uy lực tuyệt sát thứ hai tam tuyệt sát ma kha thiên quân thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn lại hộc máu liên tục thụt lùi cố gắng hết sức lực thi triển tuyệt sát thứ ba tuyệt sát xuất hiện không gian đức vạn dậm biến thành sa mạc mọi tên linh khí bị hút khô năng lượng chứa trong tiên kim trong phạm vi ước vạn dặm cũng bị hút đi tiên kim thành đất hoang bàn tay co thành nắm đấm đánh mạnh tuyệt sát thứ ba chưa hình thành đã bị nổ nát bàn tay dựng thẳng chém mạnh xuống tứ tuyệt sát ngũ tuyệt sát lục tuyệt sát ba đạo quân liên tục thay đổi thi triển sáu tuyệt sát rút cuộc bàn tay kia hết sức khó truy sát ba người ma kha thiên quân thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn tìm được đường sống trong chỗ chết co giò chạy xa bọn họ bay ra ước vạn dặm mới đứng lại ba người bị thương hơi thở suy yếu thiên cơ đạo quân nhìn chăm chú lợi hại thật là lợi hại vùng đất ma kha thiên quân thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn thi triển sáu tuyệt sát đã thành nơi cằn cỗi nhất tiên giới chỗ đó có tiên linh khí Tiên kim, khoáng mạch, khoáng sơn đều bị hút đi linh tính, ngay cả trời, trăng, sao đều tan biến, không chút ánh sáng, thành đất hoang. Một kích của Giang Nam buộc Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn thi triển sáu tuyệt sát mới trốn thoát được, suýt khiến bọn họ chết tại đó, quá nguy hiểm hung ác. Đạo Tạng Thiên Tôn thở phào. May mắn chúng ta hợp tác có thể tính ra sáu chỗ biến đổi, điểm rơi chiều công kích của Huyền Thiên Giáo chủ, nếu không đã bị hắn giết. Vẻ mặt Đạo Tạng Thiên Tôn nghiêm túc nói thực lực của huyền thiên giáo chủ đúng là quỷ thần khó lường vô địch trong thiên quân nhưng huyền thiên không thể giết cường giả thần toán như chúng ta hắn không đánh chúng dù có thi triển chiêu thứ hai ba vẫn không thể giết chúng ta sau này tranh chấp với huyền thiên đây là sở trường cơ hội chúng ta thắng lợi mà kha thiên quân lắc đầu khẽ thở dài đạo tạng ngươi nghĩ nhiều quá huyền thiên giáo chủ không muốn giết chúng ta mục đích của hắn là giết hỗn độn ôn đế mới rồi huyền thiên ra tay vì buộc chúng ta thụt lùi không cho chúng ta quấy rầy hắn giết hỗn độn ôn đế, bây giờ chúng ta bị đẩy lùi ước vạn dặm, không kịp cứu viện ôn đế. Thiên Cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn hết hồn, hiểu ra, hai người vừa xấu hổ vừa kinh hoàng. Thiên Cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn tập trung tầm mắt tìm kiếm tung tích hỗn độn ôn đế, hai người có cảnh giới thiên quân, giờ tập trung nhìn chỉ miễn cưỡng thấy hỗn độn ôn đế bị lô bồng giam cầm, đang đánh nhau với giang nam bên dưới hỗn độn ôn đế, không thấy rõ chi tiết cụ thể. Khoảng cách quá xa công kích thần toán khó quấy nhiễu cuộc chiến giữa Giang Nam và hỗn độn ôn đế, chờ bọn họ xông tới gần e rằng hỗn độn ôn đế đã bị Giang Nam giết. Bọn họ thật khó chấp nhận kết quả này, mục tiêu ba người đến là vì cứu hỗn độn ôn đế, lúc này thuở ban đầu khai thiên, cường giả thần toán dương cánh phát huy, thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn tràn ngập tự tiên cho rằng ba người hợp tác dù không đánh lại Giang Nam cũng không chênh lệch quá xa, cứu hỗn độn ôn đế dễ như chơi. Ai biết bọn họ chỉ gây chút cản trở cho Giang Nam, không thể thay đổi chiến cuộc. Ma Kha Thiên Quân nhìn chiến đấu dưới lô bồng, bỗng mắt sáng lên. Hai vị đạo hữu đừng buồn, huyền thiên không giết hỗn độn ôn đế được. Ma Kha Thiên Quân cười nói. Sư tôn của ta sắp ra tay. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn giật mình kêu lên. Tịch diệt đạo nhân sắp hành động. Hai người nhìn chằm chằm, thiên địa gần lô bồng sao động, từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang biến ra từ đại đạo tịch diệt chui ra vào, vào lô bồng. Dưới lô bồng, tịch diệt linh quang bám vào các góc phủ lên pháp bảo này hạn chế uy lực lô bồng trung to trống to lưu hương bồ đoàn các pháp bảo trong lô bồng giờ im phong phắc không phát ra chút uy lực nào lô bồng là mô phôi trí bảo tiên đạo giang nam luyện chế tế luyện cùng đại la thiên biến ra từ tiên thiên bất diệt linh quang tuy lô bồng là báu vật bảo vệ nhưng uy lực siêu mạnh gần bằng tiên thiên pháp bảo tịch diệt linh quang bay đến lập tức khắc chế uy lực của báu vật này cuối cùng tịch diệt đạo nhân ra tay mới bắt đầu đã thi triển bản lĩnh bất phàm tịch diệt linh quang phủ lên pháp bảo đối phương làm pháp bảo không thể phát huy uy lực thật sự đây là bản lĩnh thật của tịch diệt đạo nhân không chỉ thế tịch diệt linh quang của tịch diệt đạo nhân có thể nuốt hết năng lượng trong pháp bảo đối phương từ xưa đến nay cường giả trong các thời đại biết bao người chết dưới chiêu này bị nuốt pháp bảo giết thân thể đạo quả nguyên thần ma kha thiên quân thở phào sư tôn ra tay hỗn độn ôn đế an toàn ma kha thiên quân cười nói Tuy tịch diệt đạo nhân chỉ có một quan tài thoát khốn, nhưng dù gì là đạo quân cường đại nhất, đủ để huyền thiên giáo chủ chịu thiệt lớn. Ma khả Thiên Quân chưa nói xong, bỗng thấy hai loại linh quang khác nhau va chạm trong lô bồng, tranh đấu với nhau, là nguyên thủy bất diệt linh quang của Giang Nam đấu với tịch diệt linh quang của tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt linh quang của tịch diệt đạo nhân luôn thắng rốt của gặp địch thủ, bị nguyên thủy bất diệt linh quang của Giang Nam dây dưa rằng co. Trong lô bồng, hỗn độn ôn đế và Giang Nam đang đánh nhau, hỗn độn ôn đế bị thương nặng, hoàn toàn yếu thế tuy tịch diệt đạo nhân ra tay nhưng khó ngăn cản hỗn độn ôn đế thua trận đột nhiên trong không trung vang tiếng chống trận một tịch diệt ma chống to lớn không gì sánh bằng hiện ra chống thùng thùng tận thế kiếp âm diệt tuyệt tất cả vỡ bờ đánh lô bồng bay lên cao áp chế nguyên thủy bất diệt linh quang của giang nam trong tận thế kiếp âm giọng tịch diệt đạo nhân kỳ dị xuyên qua tiếng chống rõ ràng truyền vào tay giang nam bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé. Huyền thiên giáo chủ, rốt cuộc chúng ta chạm mặt. Tịch diệt đạo nhân cười nói. Ngươi rình ngó ta 18 thời đại có nghĩ đến ngày hai ta đối diện. Tịch diệt ma chống chấn động công kích Giang Nam, vang tiếng nổ điếc tai, tiếng chống chấn Giang Nam lùi một bước. Hỗn độn ôn đế bắt lấy cơ hội bỏ chạy ngay, cười to bảo. Tịch diệt đại đế, cuối cùng ngươi sống lại, tốt, hôm nay hai ta hợp sức giết huyền thiên đi người có trợ thụ chẳng lẽ ta không có giang nam bay lên lao hướng hỗn độn ôn đế quát to đạo không tịch diệt đạo nhân hay ôn đế đều là kẻ thù của ngươi vẫn không chịu ra tay sao người chặn tịch diệt còn ta giết ôn đế trong không trung đột nhiên vang lên thanh âm ồm ồm tốt đại điện đạo quân quả vị đột nhiên xuất hiện đằng trước tịch diệt ma trống đạo không đạo nhân áo đen đứng trước đại điện tóc đen bay lên một đấm đánh vào tịch diệt ma trống đẩy lùi trống tịch diệt đạo nhân ngươi chỉ có một phần nhỏ thân thể chạy ra mà muốn làm mưa làm gió được rồi để ta xem ngươi núp ở đâu phong ấn ngươi lần nữa cho ngươi mãi mãi không trốn được Đại điện đạo quân quả vị ẩm vang phá tan không gian truy tìm hơi thở của tịch diệt đạo nhân tịch diệt ma trống các tịch diệt linh quang bay múa đuổi theo đại điện đạo quân quả vị tiếng trống rồn rập tịch diệt linh quang như dòng nước phủ lên đại điện đạo quân quả vị xâm nhập vào trong bất không chỉ bằng vào ngươi mà mơ lại phong ấn ta bây giờ ngươi không ở trạng thái đỉnh như ngày xưa không có thực lực đó hãy để ta tiêu hóa ngươi tiễn ngươi vào đại tịch diệt đi đạo không đạo nhân đứng trước đại điện đạo quân quả vị đầu ngón tay bắn ra các thần thông đẩy lùi từng đợt tịch diệt linh quang tịch diệt ma chống chấn động làm hơi thở đạo không đạo nhân thay đổi cơ thể lào đảo lúc này trong đại điện đạo quân quả vị có một đạo không đạo nhân khác bay lên cao đuổi theo hơi thở tịch diệt đạo nhân là đạo không áo trắng đạo không đạo nhân là thần hồn song sinh có hai thần hồn kiếp này đạo không đạo nhân luyện thành hai bản thân lúc trước rằng co với vô cực thiên tôn thì đạo không đạo nhân chỉ dùng một chân thân mặc dù vô cực thiên tôn nhìn thấu nhưng chưa từng xuất động chân thân thứ hai vô cực thiên tôn là điện chủ đạo quân điện tuy có ý đồ tiêu diệt tiên giới nhưng không phải loại không giữ nguyên tắc vô cực thiên tôn hành động toàn theo lòng mình rất chú trọng nhân quả báo ứng sẽ không bỗng dưng ra tay càng sẽ không lạm sát vô tội nên đạo không đạo nhân không trở mặt với vô cực thiên tôn nhưng tịch diệt đạo nhân thì khác gã không có chút nguyên tắc gì mục đích của tịch diệt đạo nhân chỉ có một đó là hủy diệt hủy diệt hết thể sinh mệnh chỉ vì mình bất tử vì tận cùng đại đạo đạo không đạo nhân xuất động hai chân thân không hề giấu thực lực nữa tịch diệt đạo nhân đã tu luyện đến trình độ tịch diệt bất tử thì ta bất diệt về mặt hiểu biết đại đạo cao sâu hơn đạo không đạo nhân một bậc đẳng cấp điện chủ tuy tịch diệt đạo nhân chỉ có một phần thân thể chạy ra đế và tôn bất không chấn áp nhưng phong ấn trong mấy quan tài khác đã thả lòng một phần tu vi có thể chạy thoát sót vào một phần thân thể tịch diệt đạo nhân phải nhanh chóng phong ấn phần thân thể thoát khốn này mới tránh cho tịch diệt đạo nhân hoàn toàn giải trừ phong ấn nếu không thật khó tưởng tượng hậu quả ngay khi đạo không đạo nhân lộ mặt thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn dùng mình hai người hét thất thanh hỏng rồi sợ là ôn đế sẽ gặp nguy hiểm ma kha thiên quân biến sắc mặt khi đạo không đạo nhân xuất hiện ma kha thiên quân cảm ứng đạo quả bất không mà gã đánh cắp dùng bần bật muốn chạy khỏi cơ thể gã đạo quả bất không là một trong những bản lĩnh lớn nhất của ma kha thiên quân nếu để nó trốn thoát quay về cơ thể đạo không đạo nhân chẳng khác nào chặt cụt một tay gã may mắn mục tiêu của đạo không đạo nhân không phải ma kha thiên quân mà là tịch diệt đạo nhân nếu đạo không nhằm vào gã thì ma kha thiên quân không giữ được đạo quả bất không ma kha thiên quân thấy đạo không đạo nhân đi xa thở phò đạo không xuất hiện ngăn sư tôn của ta hỗn độn ôn đế sẽ gặp độc thủ của huyền thiên giáo chủ ma kha thiên quân quát to thiên cơ đạo tạng ba chúng ta lại hợp sức công kích huyền thiên giáo chủ thêm lần nữa tim thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn đập nhanh chuyện đến bây giờ hai người không cho rằng bọn họ xen vào sẽ cứu mạng hỗn độn ôn đế được nhưng ma kha thiên quân đã lên tiếng thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn thử một lần khí cơ ba người liên kết chỉ trời vẽ đất dẫn động tiên linh khí tiên kim mạch khoáng linh lực ngôi sao trong thiên địa ma kha thiên quân thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn dốc hết thủ đoạn ra phát huy trí tuệ cường giả thần toán đến mức tận cùng, dẫn động trời sao, đại lục, hư không trong ước vạn dặm, tụ tập tất cả linh khí, lực lượng thành một thức tuyệt sát mạnh nhất. Lúc này cuộc chiến của Giang Nam và hỗn độn ôn đế sắp kết thúc. Hỗn độn ôn đế liên tục bị thương nặng, tu vi bị Giang Nam đánh còn lại gần 5 phần. Hỗn độn hồng mông xung quanh sớm bị Giang Nam hoàn toàn khai thiên, không cho hỗn độn ôn đế có chút cơ hội nhờ cậy hồng mông hồi sinh. Không chỉ thế, Giang Nam lo hỗn độn ôn đế bỏ trốn nên lấy lô bồng ra, uy lực lô bồng đóng đinh thời không xung quanh. Một góc lô bồng nho nhỏ uy lực lại lớn đáng sợ, lô bồng treo cao trên trời, chuông to, trống to, lưu hương, bộ đoàn đóng đinh bốn phía, phong tỏa thời không, hỗn độn ôn đế khó thể trốn thoát. Dưới lô bồng, hai người nhanh chóng đánh nhau, hỗn độn ôn đế chỉ còn gần 5 phần tu vi nhưng cơ thể siêu mạnh mẽ, không uổng là thần đế đời thứ nhất trong cổ thần, đạo quân thứ nhất, đạo chủ thời đại cổ thần cơ thể hỗn độn ôn đế sánh bằng báu vật đạo quân sơ tay nhấc chân sức mạnh to lớn vô cùng mỗi một công kích ngang ngửa uy lực báu vật đạo quân hoàn toàn bộc phát nhưng trước mặt giang nam thì cơ thể hỗn độn ôn đế hằng kiêu ngạo bị đà kích hủy diệt lực lượng thân thể giang nam mạnh hơn hỗn độn ôn đế hai phần cứng chọi trứng với gã cường phá cường hỗn độn ôn đế bị thương nặng hai nắm đấm va chạm hỗn độn ôn đế khẽ rên tay vàng tiếng vương gãy giang nam cất bước tiến tới đại la thiên chụp xuống ôn đế thời đại bây giờ đã không là thời đại của ngươi. Giang Nam nói, thời đại thuộc về ngươi sớm kết thúc từ khi ngươi vùi thân trong tiên thiên ôn đế quan. ầm 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 ầm, cơ thể hỗn độn ôn đế nổ tung rồi lại ngưng tụ, gã cười gàn. Huyền Thiên, nếu không phải ta bị bất không ám toán, chấn áp trong quan tài nhiều ước năm, tiêu hao tu vi thực lực hơn một nửa thì sao ngươi thắng ta được? Giang Nam lắc người, vô số tiên thiên bất diệt linh quang bay ra biến thành các tầng cung khuyết, dậy núi, trăng sáng, mặt trời, ngôi sao, biển cả, đại la thiên lồng lộng to lớn ức vạn dặm. Giang Nam cười khẩy nói. Ta dùng cảnh giới sơ kỳ thiên quân chém ngươi cảnh giới tiên thiên viên mãn mà ngươi còn không phục. Nếu ta là đạo quân, dù ngươi phục hồi đến trạng thái cao nhất cũng dễ dàng bóp chết ngươi. Ôn đế, lên đường đi. Âm, cung khuyết, dãy núi, trăng sáng, mặt trời, ngôi sao, biển cả. Các dị tượng tiên thiên pháp bảo trong đại la thiên bỗng chốc bộc phát uy lực, nhấn chìm hỗn độn ôn đế ha 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 muốn giết ta dù ta là hổ lạc bình dương cũng không thể khinh thường bạo động siêu khủng bố đột nhiên truyền ra từ người hỗn độn ôn đế đó là đại đạo đốt cháy bùng nổ vỡ tan hỗn độn ôn đế vùng lên vô số đại đạo ôn dịch khủng bố bao bọc người gã sông ra ngoài đại la thiên bùm 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 từng đợt đại đạo ôn dịch tan vỡ trong đòn công kích của vô số tiên thiên bất diệt linh quang thần xác hỗn độn ôn đế liên tục tan rã cơ thể thành khói xương bị đại la thiên luyện ngày càng nhạt nhòa mơ hồ thấy đại đạo ôn dịch bảo vệ đạo quả của hỗn độn ôn đế cố gắng bay ra ngoài đại la thiên chờ khi hỗn độn ôn đế bay đến biên giới đại la thiên máu thịt trên người gã đã bị luyện sạch xương cốt nát vụn đại đạo ôn dịch quay quanh đạo quả bị chấn vỡ dù ta chết cũng phải di họa ức vạn năm khiến tất cả sinh linh trong tiên giới không sống yên đạo quả hỗn độn ôn đế không chạy ra đại la thiên được đột nhiên đạo quả nổ tung đại la thiên bị nổ hở một đường khí ôn dịch cuồn cuộn tràn ra ngoài giang nam vươn tay chộp định thu về khí ôn dịch thì đột nhiên thiên địa sao động dữ dội tuyệt sát của ma kha thiên quân thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn bộc phát đánh bật bàn tay giang nam lên cao vù 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 khí ôn dịch bay đi bốn phương tám hướng biến thành từng cầu vồng sạc sỡ nhiều màu bắc ngang không gian đó là đạo hạnh của hỗn độn ôn đế biến thành khí ôn dịch dính một chút đủ lấy mạng tiên quân nếu những khí ôn dịch này thoát ra ngoài sẽ là tận thế với sinh linh tiên giới giang nam biến sắc mặt lắc người một cái từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang bay ra khỏi người hắn truy tìm khí ôn dịch từng đợt linh quang bất diệt biến thành chuông to đỉnh to thanh đồng tôn bình ngọc hấp thu khí ôn dịch các tiên thiên bất diệt linh quang phải hút hết khí ôn dịch tránh cho tai họa thế gian phương xa ma kha thiên quân biến sắc mặt vội phất tay áo bắt lấy đạo quả ôn đế ma kha thiên quân quát to hai vị đạo hữu mau trốn đi thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn vụt ngoái đầu thấy gia nam đạp gió bay tới gần mặt hai người tái xanh vội vàng bay lên cao cùng ma kha thiên quân cắm đầu chạy trong vội vàng đạo tạng thiên tôn không quên hỏi ma kha đạo hữu người mới thu thần hồn của ôn đế sao không phải thần hồn ôn đế đã nát bị huyền thiên chu sát ta chỉ cướp được một mảnh đạo quả ôn đế tiên thiên ôn đế quan có uy lực mạnh nhất trong tám tiên thiên pháp bảo cũng là cái cuối cùng tan vỡ khai thiên khí vận công đức của tiên thiên ôn đế quan hơn xa tiên thiên pháp bảo khác thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn giật mình mới rồi ma kha thiên quân ra tay không phải cứu hỗn độn ôn đế ôn đế đã không có khả năng trốn thoát mục đích của ma kha thiên quân là vì giành mảnh nhỏ đạo quả hỗn độn ôn đế hai vị đạo hữu ba chúng ta gộp lại cũng không đấu nổi huyền thiên ba người đi chung một chỗ sẽ không trốn thoát được ma kha thiên quân đột nhiên vung tay một tuyệt sát như lạch trời đứng thẳng trước mặt ba người ma kha thiên quân xuyên qua tuyệt sát cười nói nên xin nhờ hai vị đạo hữu ngăn huyền thiên lại yên tâm đạo quả của các người ký thác trong vô đạo thâm uyên các người chỉ chết một lần trong tay huyền thiên sẽ không chết hẳn ta thì không thể chết bởi vì trong người có đạo quả bất không nếu ta chết đạo quả bất không sẽ rơi vào tay huyền thiên thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn bị tuyệt sát chặn lại trong một thoáng không thể xuyên qua hai người giận dữ ngoái đầu nhìn thấy giang nam cách không xa thiên cơ đạo quân nghiến răng nói đạo quả của chúng ta bị tịch diệt đạo nhân khống chế không phản bội được giờ đành liều mạng với huyền thiên giáo chủ đạo tạng thiên tôn cắn răng. Được, cùng lắm chết một lần, sau đó hồi sinh trong đạo quả. Giang Nam đi tới trước mặt hai người. Chết một lần. Giang Nam lắc đầu, nói. Hai vị, nếu các người chết trong tay ta thì thân chết đạo tiêu thật, không đơn giản là chết một lần. Ma Kha không cho các người biết tu vi chú đạo của ta hơn hẳn vạn chú đạo quân sao. Vù 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 vù. Tiên thiên bất diệt linh quang đan sen dưới chân Giang Nam biến thành một tòa chú đạo thiên đàn, thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn lòng lạnh lẽo trong chú đạo thiên đàn dưới chân giang nam chú sát đại tế đã bắt đầu vận chuyển mặt hai người trắng bệch điên cuồng công kích giang nam chú sát đại tế đã bắt đầu thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn có chạy đi đâu cũng khó thoát khỏi chú sát nếu tu vi thực lực của giang nam yếu hơn bọn họ thì thôi không thể chú sát hai người vấn đề là thực lực giang nam hơn xa thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn chỉ cần hắn bắt được một lũ tinh khí của hai người là có thể tỏa định vị trí đạo quả trực tiếp chú sát xóa bỏ thần hồn trong đạo quả có cơ may phòng ngự chú sát nếu dùng pháp bảo cường đại bảo vệ đạo quả là chặn được hoặc ký thác đạo quả vào thời không phong kín để chú đạo thiên đàn không tìm ra vị trí thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn vẫn còn một cơ hội sống đó là đạo quả ký thác trong vô đạo thâm uyên bị tịch diệt đạo nhân điều khiển nếu giang nam chú sát một người sẽ kinh động tịch diệt đạo nhân gã sẽ bảo vệ đạo quả của người còn lại ngăn chú sát đại tế nhưng vậy là sẽ có một người chết là hoàn toàn hồn phi phách tán không có khả năng sống lại. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn vốn bị ma kha thiên quân ép buộc phải ký thác đạo quả trong vô đạo thâm uyên, biểu minh lòng trung thành với tịch diệt đạo nhân. Khi đó hai người khá bực bội, nhưng bây giờ thầm mình đạo quả của mình nằm trong tay tịch diệt đạo nhân. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn đều không muốn chết, bọn họ phải làm công phá phòng ngự của Giang Nam, phá hỏng chú sát đại tế. ầm 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 hai đạo quân chuyển thế thời đại thiên đạo dẫn động lực lượng thiên địa ức vạn dặm biến thành tuyệt sát công kích giang nam thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn phát huy sức mạnh cường giả thần toán đến tột đỉnh thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn tuyệt vọng là công kích tuyệt sát của bọn họ va chạm vào người giang nam nhưng vạt áo của hắn không bay lên chút nào hiện giờ là thở ban đầu khai thiên cường giả thần toán có thể phát huy thực lực mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần có thể nói cường giả thần toán là tồn tại mạnh nhất sống thoải mái trong thở khai thiên nhưng thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn đứng trên cao hơn tất cả thiên quân lại không thể làm bay được một góc áo của giang nam cường giả thần toán không tính ra được giờ chết của mình sao chú sát đại tế trong chú đạo thiên đàn đã hoàn thành biến ra kiếm chú sát thuần túy làm bằng linh quang bất diệt giang nam khẽ nói chém thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn sững sờ lòng tràn ngập sợ hãi giang nam cất bước lướt qua hai người đi ra mấy ngàn dặm thiên cơ đạo quân đạo tạng thiên tôn vẫn bình yên đứng đó đạo tạng thiên tôn run giọng nói chú sát đại tế của hắn mất hiệu quả không chém chết ai trong chúng ta huyền thiên giáo chủ cũng chỉ có thế đạo quả của các ngươi giấu quá xa để uy lực chú sát bay một lúc đã giọng giang nam từ xa vọng lại mười chín tám bảy khi giang nam đếm số một thì thiên cơ đạo quân hét to miệng mũi chảy máu ngã xuống đất tắt thở đạo tạng thiên tôn cứng người đứng yên tại chỗ không biết làm sao đạo tạng thiên tôn vừa mừng vừa sợ sợ là thủ đoạn chú sát của giang nam khiến người sợ hãi thiên quân ký thác đạo quả trong vô đạo thâm uyên cũng bị hắn âm thầm giết chết thủ đoạn giết người như vậy có ai phòng ngự được đạo tạng thiên tôn mừng là người chết không phải gã thiên cơ đạo quân là bằng hữu tốt của đạo tạng thiên tôn nhưng mạng bằng hữu tốt làm sao quan trọng bằng mạng của mình xẹt 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 một luồng linh quang bất diệt chém eo đạo tạng thiên tôn thành hai khúc linh quang biến thành cái chuông to bao hai khúc mình lại tiếng chuông vang thân thể đạo tạng thiên tôn bị luyện thành cho bụi vẫn không giết đạo tạng được đạo quả có tịch diệt đạo nhân che chở thực lực như ta dù cầm vạn chú thiên trung chân đạp chú đạo thiên đàn dốc sức đại tế cũng không thể phá vỡ phòng ngự của tịch diệt đạo nhân giang nam tiến tới trước ma kha thiên quân sớm cao chạy xa bay không còn bóng dáng nhưng giang nam nhờ thời gian ngắn chú sát đại tế chết thiên cơ đạo quân tìm hiểu rõ phương hướng uy lực chú sát dù không bám theo ma kha thiên quân thì hắn cũng tìm đến hang ổ của tịch diệt đạo nhân được giang nam cất bước đi tới một bước vượt vạn vạn dặm không gian thần thức cường đại bao phủ thiên địa nơi giang nam đi qua bao nhiêu tiên thiên sinh linh sinh ra trong thiên địa tiên giới mới khai thiên run rẩy cảm nhận uy nhất vô địch thật lâu sau giang nam chạy đến chỗ tịch diệt đạo nhân ẩn núp vô đạo thâm uyên giang nam nhìn đằng trước không biết nên nói cái gì tịch diệt linh quang to lớn thăm thầm, nơi này tràn ngập hơi thở đại đạo suy vong siêu cường đại khi nguyên trung vỡ đã làm nổ ra một vực thẳm tiên thiên linh bảo chết tại đây hình thành nơi diệt đạo kỳ dị nên mới gọi là vô đạo thâm uyên hiện giờ vô đạo thâm nguyên bị người chuyển đi chỉ còn lại một cái hố to chỉ tịch diệt đạo nhân có năng lượng lớn như thế một đạo nhân áo trắng bước ra khỏi vực sâu đi tới đối diện giang nam đế giang đạo hữu tới chậm một bước tịch diệt đạo nhân giã đi đạo nhân áo trắng hành lễ đạo hữu tiến bộ siêu nhanh bây giờ đã trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất đương thời đáng kính xảy ra chuyện gì chắc tịch diệt đạo nhân biết hai ta cùng đến tự hiểu không đánh lại nên dọn tất cả đi trốn giang nam trả lễ đạo không đạo huynh giang nam cười nói khi ta kiếp số từng mượn thân thể kiếp trước của đạo huynh đã mạo phạm xin thứ lỗi không dám sau lưng đạo không đạo nhân áo trắng hiện ra đại điện đạo quân quả vị đạo không đạo nhân áo đen đứng trước đại điện nói tịch diệt đạo nhân bỏ chạy muốn tìm được hắn vô vàn khó khăn người này giỏi nhất là ẩn giấu tịch diệt kiếp mỗi thời đại qua đi là tịch diệt đạo nhân sẽ ẩn núp không ai tìm được hắn mời huyền thiên đạo hữu đến chơi làm phiền giang nam leo lên đại điện đạo quân quả vị các bia đá đạo quân quả vị trong đại điện lại tăng thêm mấy chục cái tên trong bia đá tự động diễn sinh ra đại đạo của những tồn tại đó liên tục nhập vào người đạo không đạo nhân đây là điểm tốt khai thiên tích địa thiên địa do đế và tôn bất không khai sáng để lại có các sắp đặt thủa khai thiên tích địa là chuyện thường còn những đạo quân chuyển thế đến tiên giới thì hơi khó chịu cảm giác đại đạo lĩnh ngộ của mình bị ăn cắp ờ trên bia đá này có nhiều cái tên mới không phải đạo quân chuyển thế mắt sang nam sáng lên xem xét kỹ tên của đám người hồng đạo nhân quân đạo nhân, kế đô ma tổ, la hầu la ma tổ, bị ngạn nương nương xếp trên bia đá. Còn có sinh linh bản xứ tiên giới cũng nằm tại đây, ví dụ Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân đều có trên bia đá. Có tên Giang Tuyết Tỉnh Nữ Nhi của Giang Nam, tên Tiểu Vân Liên. Các tên trên bia đá là người có tư chất đạo quân, dù tu vi kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm, miễn là đạt đến điều kiện thì sẽ có tên trên bia đá. Giang Nam xem kỹ lại thấy vài cái tên xa, lạ như Linh Châu Tử, Long Ngạn chẳng lẽ đám người linh châu tử long ngạn là sinh linh được khai thiên khí vận công đức giang nam quét một vòng bia đá trong đại điện vốn có tên hắn đã bị xóa nghĩa là hắn nhảy khỏi tiên đạo không bị tiên đạo điều khiển nữa trừ giang nam ra cũng không có tên con rồng to vô cực thiên tôn con rồng to là tiên thiên linh bảo vô cực thiên tôn thì giống như giang nam không tu luyện tiên đạo không nằm trong hàng đạo quân đại điện đạo quân quả vị đạo không đạo huynh hình như trong này thiếu một người giang nam suy tư giây lát cười nói tại sao không thấy tên ma kha thiên quân ma kha được đạo quả kiếp trước của đạo huynh tính sao cũng có tư chất đạo quân đạo không áo trắng lắc đầu nói ma kha không tu luyện tiên đạo không luyện đại đạo hồng mông của hỗn độn cổ thần tên ma kha không có trong bia đá đại điện đạo quân quả vị là bình thường người này đạo không áo trắng nhíu mày lắc đầu rất lạ có lẽ ma kha có lai lịch khác ta nghi ngờ là tồn tại nào đó chuyển thế vào hỗn độn cổ thần nhưng không có chứng cứ giang nam giật mình kêu lên tồn tại nào đó chuyển thế vào hỗn độn cổ thần. Giang Nam nghi hoặc hỏi. Là ai có bản lĩnh này đến nỗi đạo huynh không phát hiện? Đạo không áo đen mở miệng nói. Ngoài người có người, ngoài trời có trời, Ma kha có bản lĩnh này cũng không lạ. Ví dụ đế giang đạo hữu cũng khiến ta, đế và tôn nhiều lần tính sai, vô cực thiên tôn không chiếm được chút yêu thế nào từ ngươi đúng không? Ta chỉ mới nghi ngờ ma kha có thể là tồn tại nào đó chuyển thế, không có chứng cứ. Số lượng cổ thần song sinh thần hồn rất hiếm hoi, Ma Kha sinh ra đã là song sinh hồn, nếu Ma Kha là vị tồn tại nào chuyển thế thì người đó tất nhiên cũng có song sinh hồn, xác suất này rất nhỏ. Giang Nam gật gù, cùng hai đạo không đạo nhân đi vào vườn hoa, ngồi xuống trên tế đàn, tiếng bước chân loảng xoảng vang lên, một con bò cạp khổng lồ nâng nước, trà leo lên tế đàn, đặt trước mặt Giang Nam, cái càng quen thuộc kẹp ấm trà rót nước cho ba người, Giang Nam nhìn con bò cạp to, cười nói: "Năm xưa ngươi truy sát ta khốn khổ, lần đầu tiên ta đến đây ba phen bốn lượt suýt bị ngươi ăn mất." con bò cạp vội nói tiểu yêu mắt không chồng không biết đế giang lão gia đã đắc tội nhiều may mắn lão gia không so đo tha mạng cho ta đạo không đạo nhân phất tay khiến con bò cạp lui xuống đạo không đạo nhân nói lần này tịch diệt đạo nhân bỏ chạy sợ là không lâu sau các mảnh thân thể sẽ thoát khốn thực lực càng lúc càng mạnh tịch diệt đạo nhân thích thú hủy diệt sẽ không dễ bỏ qua góp tay thúc đẩy tiên đạo xuống dốc sớm thúc giục tịch diệt kiếp đến nhanh thần đạo của đế giang đạo hữu sau này cũng sẽ gặp tình huống đại đạo thịnh cực rồi suy tịch diệt kiếp đến một mình đạo hữu là một thời đại trong ngực chứa vũ trụ càn khôn khó tránh khỏi bản thân tịch diệt thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán tương lai thần đạo của ngươi đến tận cùng tịch diệt đạo nhân sẽ tìm tới diệt đạo hữu giang nam lấy trà thay rượu nâng chén kính đạo không đạo nhân giang nam cười nói đạo huynh tịch diệt kiếp thời đại cổ thần của ngươi có lẽ đến sớm hơn tịch diệt kiếp của thần đạo ta mấy chục bước năm nghe giọng điệu của đạo huynh dường như không cho rằng đế và tôn sẽ làm tịch diệt kiếp mãi mãi không đến đạo không áo trắng lắc đầu nói mưu lược của đế và tôn có thể xưng là nhân vật số một số hai từ xưa đến nay nhìn khắp thời đại nguyên đạo đến nay cường giả trí tuệ như bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay không chừng đế và tôn thật sự có thể tránh cho tịch diệt kiếp đến nhưng tịch diệt kiếp là quy luật tự nhiên ta e rằng mọi cố gắng của đế và tôn chỉ là công dã tràng giang nam gật gù tiên đế tiên tôn đúng là nhân vật hiếm thấy xưa nay từ thời đại nguyên đạo đến bây giờ rất hiếm thấy ai được như vậy đế và tôn nghĩ ra cách khiến tịch diệt kiếp mãi mãi không đén đúng là xảo diệu tuyệt vời tiên đế tiên tôn để lại ba ngàn đại đạo tất cả là mô phôi chưa hoàn toàn bất cứ ai được ba ngàn đại đạo thử hoàn thiện chúng nó cuối cùng đại đạo mỗi người mỗi khác một ngàn người người cùng một loại ba ngàn đại đạo đến cuối cùng sẽ có một ngàn kết quả điều này khiến tiên đạo mãi mãi biến đổi thay đổi nghĩa là sống khư khư theo khuôn mẫu là chết trong lịch sử lý do các thời đại đi hướng hủy diệt tịch diệt kiếp đến là vì đại đạo phát triển đã đạt đến mức tận cùng ngừng biến đổi từ thịnh cực đến suy tên đạo mãi mãi thay đổi nghĩa là có khả năng vô hạn có hy vọng né qua tịch diệt kiếp đây chỉ là giả thiết của đế và tôn không ai biết cách này có tránh khỏi tịch diệt kiếp được không đạo huynh nói thần đạo của ta đi đến tận cùng thì tịch diệt kiếp sẽ đến tịch diệt đạo nhân sẽ tìm diệt ta đạo huynh nói như thế là khinh thường ta giang nam cười nói nguyên thủy đại đạo của ta bao gồm toàn diện siêu thoát vạn cổ dù là đại đạo tịch diệt chỉ là một phần của nguyên thủy đại đạo ta có thể hóa thân tịch diệt tịch diệt kiếp mãi mãi sẽ không đến với ta dù vũ trụ hồng hoang tịch diệt ngàn lần vạn lần ta vẫn sẽ siêu thoát khỏi nó bất lão bất tử bất diệt điểm yếu duy nhất của ta là chưa đi đến tận cùng đại đạo có khả năng bị người giết còn tịch diệt kiếp giang nam lắc đầu đạo không áo đen rung động thật lâu sao thở hát ra đạo không áo đen nói Ngươi biến mình thành Tịch Diệt đạo nhân khác, trước mắt ngươi còn khống chế bản thân được nhưng tương lai ngươi sẽ giống như Tịch Diệt đạo nhân, bị Đại Đạo Tịch Diệt khống chế. Đạo huynh nói sai rồi, Đại Đạo Tịch Diệt là Đại Đạo Tịch Diệt, Nguyên Thủy Đại Đạo là Nguyên Thủy Đại Đạo, Nguyên Thủy Đại Đạo của ta bao gồm Tịch Diệt nhưng cũng chứa Đạo và Lý vô cùng trong đó." Giang Nam mỉm cười nói. "Lòng ta máy động là có thể diễn sinh biến đổi vô tận, diễn biến chú đạo, nguyên đạo, đại đạo cổ thần, đại đạo những thời đại trước kia chưa từng sinh ra." Nếu ta đến tận cùng đại đạo, dù thiên địa quay về hỗn độn không còn sinh ra gợn sóng gì, hỗn độn bình tĩnh chưa từng có thì ta có thể khai thiên hỗn độn, tái diễn hồng hoang, nhận đại đạo khác, sáng tạo một thời đại, Giang Nam nghiêm túc nói: "Đạo huynh, đây là tận cùng đại đạo của ta. Tương lai ta chứng tận cùng đại đạo sẽ đặt tên đại đạo của ta cho cảnh giới này, tên nó là Nguyên Thủy, ta là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, các vị tôn ta làm tôn." Hai đạo không đạo nhân chố mắt nghe, một lúc sau đạo không đạo nhân lắc đầu, nói: Đế Giang không uổng là Đế Giang hùng tài vĩ lực ánh mắt cao xa hèn gì vô cực thiên tôn khen ngươi không tiếc lời Giang Nam cười to bảo ta chỉ thuận miệng nói thổi phồng đạo không đạo huynh đế và tôn vô cực đạo huynh thần mẫu tịch diệt mấy vị tồn tại đều là tiền bối của ta thủ đoạn trồng chất chí mưu sâu xa một kế khai thiên khai sáng một thời đại một kế diệt thế hủy diệt một thời đại từ xưa đến nay đại năng giả đến thế là cùng. Bây giờ ta chỉ có thể cố gắng đuổi theo sau lưng các vị, không biết đến bao giờ mới tới cảnh giới trong dự định của mình." Đạo Không áo trắng cười lớn. "Nếu ngươi đến cảnh giới Nguyên Thủy thì chúng ta sẽ phải gọi ngươi là Nguyên Thủy sư huynh rồi, khoác lác quá." Đế Giang Đạo Hữu, "Ngươi nói khoác quá, tương lai tận cùng đại đạo, ta sẽ chờ ngươi tại đó, nhìn xem ai mới là đại thiên tôn." Giang Nam đứng dậy hành lễ. "Một lời hứa chắc." Hai đạo Không đạo nhân đứng dậy đáp lễ. "Một lời hứa chắc." Giang Nam xoay người đi ra vườn hoa, đến trung tâm đại điện đạo quân quả vị. Giang Nam nhìn bia đá đạo quân quả vị của Giang Tuyết Tình, giơ tay muốn xóa tên nữ nhi, nhưng bỗng hắn dừng lại, lắc đầu ra khỏi đại điện đạo quân quả vị. Ta lĩnh ngộ bốn vị một thể, nhảy ra sắp xếp của đế, và tôn nên tên tự động biến mất trên bia đá. Bước ra một bước, từ nay mệnh ta thuộc về ta, không do người, từ nay tiêu giao tự do không trói buộc. Tuyết Tình đi đường cũ của ta được trí bảo tiên đạo đế và tôn để lại cho ta là la thiên khánh vân thay ta chịu đế và tôn trói buộc mục đích của đế và tôn là tái tạo một đế giang tiên đạo giang nam đi xa thầm nghĩ nếu ta xóa tên cho tuyết tình tuy sẽ không bị đế và tôn điều khiển nhưng nàng rơi vào tay ta mục đích của ta là che chở tuyết tình nhưng cái bóng của ta sẽ bao phủ nàng khó mà tự do sinh trường đây là biến tướng không chế nàng tuyết tình có thể thoát khỏi đế và tôn điều khiển hay không phải xem lĩnh ngộ của bản thân nàng nếu không ra được vậy đành bỏ thần thành tiên trong đại điện đạo quân quả vị đạo không đạo nhân lộ vẻ đăm chiêu đạo không đạo nhân mỉm cười nói nguyên thủy đại đạo tận cùng đại đạo cảnh giới nguyên thủy nguyên thủy đại thiên tôn đạo không đạo nhân thở hát ra phù hai đạo không đạo nhân ngồi đối diện nhau nhỏ giọng nói đế và tôn đến từ vũ trụ kia xưng hô tận cùng đại đạo là nguyên thủy không ngờ ở vũ trụ chúng ta rốt cuộc sắp có cảnh giới nguyên thủy vùng đất đế và tôn đến có cảnh giới nguyên thủy đã có người san bằng đường cho đời sao vũ trụ chúng ta còn đang lần mò không ai dẫn đường chỉ có thể mày mò trong bóng tối kiếp này không chừng sẽ có người chứng tận cùng đại đạo thành tựu nguyên thủy ai thành tựu nguyên thủy trước thì người đó là nguyên thủy đại thiên tôn không biết sẽ là ai bước ra một bước cuối cùng giang nam đi đại la thiên một chuyến đón thị hiên vi giang tuyết tình tiểu vân liên tiếp tục đi du lịch vũ trụ tiên giới mới khai thiên bảy con chim xanh sớm tự mình chạy ra ngoài không biết tung tích Giang Nam không quan tâm chúng nó, chứ thiên quân gia đương thời không nhiều người làm gì được mấy con chim. Không lâu sau đại lộ bảo liễn chạy vào di quang thánh cảnh. Di quang thánh cảnh này là sen lẫn một phần nguyên thủy chi khí với tiên đạo linh khí khác biến thành thánh cảnh. Lại gặp cổ địa khiếm khuyết trong hỗn độn chưa bị tám tiên thiên pháp bảo, ba tiên thiên linh bảo khai thiên. Cổ địa rơi vào đây biến thành di quang thánh cảnh, cũng là một mảnh tiên thiên tiên vực, tiên linh khí bị cổ địa hóa thành di quang. Khối cổ địa này chắc để lại từ thời đại tiền sử sa môn, chưa từng bị hủy diệt trong các tịch diệt kiếp hỗn độn rộng lớn vô cùng có nhiều chỗ kỳ lạ vào thời đại hỗn độn cổ thần các cổ thần chưa thăm dò hết hỗn độn thường có người phát hiện một số di tích tiền sử kỳ lạ còn trong hỗn độn di quang thánh cảnh bị môn hạ của khổ hạnh thiên tôn là tam khuyết đại phật chiếm cứ chế tạo ba ngàn cực lạc đại thế giới các hỗn độn khai thiên quay quanh di quang thánh cảnh huy hoàng hương thịnh tam khuyết đại phật biết phu phụ giang nam đến thì vội dẫn các đại phật mảnh đất bỏ hoang đại giáo ra nghênh đón Tam Khuyết Đại Phật tiến lên chào, cười nói. Sao giáo chủ có rảnh ghé chơi thâm sơn cùng cốc của Tiểu Tăng? Thâm sơn cùng cốc? Giang Nam im lặng nhìn di quang thánh cảnh khắp nơi là tài phú, núi tiên, ao tiên. Giang Nam cười nói. Tam Khuyết Đạo Hữu, nếu chỗ của ngươi là thâm sơn cùng cốc thì trên đời không còn thánh cảnh. Tiên thiên tiên vực của ngươi là tiên vực hảo hạng hiếm có trong vũ trụ mới khai thiên này. Tam Khuyết Đại Phật vội vàng nói. Các đệ tử mau trông chừng bảo bối của Gia Gia, giáo chủ mà còn khen tốt thì chắc chắn sẽ trộm mất. Hãy canh gác chống trộm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.